Ok chị Cao Thắng. Dạ em chào các chị. Áo chị mặc hết đúng không? Không không có bán đấy. Còn áo nào nữa không? Chị Chen đi phục. Alo 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 các chị ơi, alo. Không cần phải chỉnh thôi. Mà giá cho em là siêu mềm luôn. Chỉ có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chỉ có 100 ngàn một áo thôi nha các chị nha. Sao tự nhiên ủ hai cái tài quá trời con đất gì mà kèm. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em nào. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Mình hàng siêu đẹp. Không phải lụa mango nha. Mình hàng lụa 69 cho em, giá chỉ có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em. Hoa này là hoa cúc cúc thập thảo á các chị, không phải là cúc loại mi đâu. Chắc chế mày cái này đi tụi mày ơi, đẹp quá à. 69 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em. Giá chỉ có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Trần Mai Lan 692 áo. Tuyên đẹp Nguyễn cực kỳ. Em có phốt trên tường cho các chị xem rồi đấy. Jenny Nguyễn 69. 69 cho em, giá có 100 ngàn thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em nha các chị nha. Giá chỉ có 100 thôi các chị ơi. Mà lấy thử đi các chị. Lấy đi mặc một lần là sẽ nhớ ngay và liền. Không suốt đường chỉ, co giãn thoải mái, chất vải siêu đẹp. Em cho các chị thợ may, các chị nhận. Các chị cứ việc hỏi thợ may là cái người mà phải nói là công tâm nhất. Tại vì đẹp thì người ta muốn rất là muốn may, còn không đẹp là người ta không muốn may đâu các chị. Sáu mươi chín cho em, giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em.
Các chị ơi, các chị, mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ live stream có được không các chị ơi? Giá cho em 100 nghìn một áo nha các chị nha. Học viên 69. 69 cho em, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em nha các chị nha. Các chị ơi, cho em xin một bông lượt. Bông 69. Vải gì hả chị Kim Thoan Nguyễn ơi? Em bây giờ em giải thích lại thêm một lần nữa cho các chị nha. Đa số những cái dạng vải mà em nói với các chị mà von ấy, các chị cứ yên tâm các chị nhận hàng cho em. Thứ nhất là những cái hàng đó em lựa cho các chị là chất von, chất lụa là lụa Nhật. Nhưng mà nó chỉ có hoa, nhí, lập thể. Còn ngoài ra là nó rất là ít bông chân. Tại vì nước ngoài người ta không có mặc bông chân như người Việt Nam mình. Nhưng mà em cam đoan với các chị là chất lượng ngang ngửa với lại những chất vải mà hiện bây giờ đang bán 200 mấy chục ngàn. Nhưng cái quan trọng nhất là các chị mặc không bao giờ bị xước đường chỉ. Và form áo dài lên rất là đẹp luôn. Nha. Uyên Phương 69. Chỉ có điều duy nhất là nó bị hạn chế là các chị biết gì không? Là nó không có bông chân thôi các chị ơi. Nếu thật sự nó có bông chân thì không bao giờ siêu diamond có thể sống sót nổi trên thị trường đâu các chị. Tại vì cái giá nguyên liệu của nó nhập về rất là rẻ, nhưng chất lượng của nó Việt Nam làm không thể được. Tại vì sao các chị biết sao? Việt Nam là phải phủ qua một lớp. Còn hoàn toàn những cái hàng này này các chị này, em chỉ cho các chị nha, mặt ở trong của nó là nó, khi mà nó in á, là nó in hai mặt luôn. Nó in hai mặt luôn này các chị này. Cho nên là khi phần hạn chế của thợ may mà may cho các chị không bao giờ bị xước đường chỉ. Còn cái hàng mà đa số tụi em làm hàng thiết kế ở Việt Nam chỉ in được có đúng một mặt thôi. Đây. Một mặt duy nhất thôi, không thể nào làm được hai mặt như vậy đâu các chị ơi. Cathy Lê 69. Nghĩa Nguyên 69. Rất là đẹp. Chị Nguyễn Phương comment lại giúp em 69 ạ. Phải nói là rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em. Giá cho em có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Giá cho em 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em nha các chị nha. Các chị ơi, chia sẻ live stream cho em với thì các chị chúng ta xuống đây chúc em Phan Nguyên 69. Các chị có nghe em rồi em một lần. Tại vì em bán cho các chị, em vẫn nói với các chị là mùa này em tập trung lựng cái hàng này, cho dù em không bán hết em cũng phải để dành. Còn nếu những cái hàng này em chỉ cần chụp hình này, hay là nói chung là đầu tư một chút xíu về hình ảnh, em bán giá 100 rưỡi 160 một áo cho các chị là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà nhà em bán live stream cho các chị là đa số em bán số lượng nhiều và em bán rất là nhanh, cho nên em lời các chị siêu ít luôn nha. Oi Ma 69, Hành Đạn 69, Nhật Đây Nguyễn Huỳnh 69. Nó ủ hết hai cái lỗ tai luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em. Giá có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Đây này, như cái mình hàng này cũng vậy nè. Cái mình hàng này này các chị này, là cái mình hàng mà hôm qua em kia gì em bán cho các chị á, là nó có hai màu. Bây giờ ở đây có rất là nhiều chị, hôm nay cũng không phải là ít chị đâu, chỗ này cũng cả 500-600 chị á. Các chị cứ nhận vải về đi nha. Các chị mở hàng ra, các chị kiểm tra, nếu đúng không đúng như lời của em nói, các chị mai khỏi cần phải mua vải của Tú nữa. Tại vì là bán giá cho các chị là em ưu tiên, là em vẫn nói là em bán giá mềm. Nhà em phân khúc bán live stream cho các chị giá lúc nào cũng mềm hết. Còn đợt tới này em có một cái kế hoạch là sẽ có một cái phân khúc nhà em có rất là nhiều khách hàng nha. Hàng siêu cao cấp cho các chị mà số lượng chỉ có 1111 nha, không có nhiều. Cho nên cái phân khúc đó thì đa số là bên em sẽ có chụp hình ảnh cho các chị và sẽ có đội ngũ tư vấn cho các chị rõ ràng để mua một đồ 5, 7 triệu, 10 triệu thì sẽ rất là khó. Còn hàng này em vẫn nói là em chỉ bán cho các chị số lượng thôi. Còn khẳng định 100% với các chị luôn là lời nhiều là không có. Còn chất lượng vải xin cam đoan với các chị là nếu như thật sự chị nào mà đã là thợ may thì các chị nhận vải này, các chị mặc, các chị may, các chị thích hơn những vải khác rất là nhiều. Đây, giá có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Không xù xước đường chỉ, có độ co giãn, không có mỏng một tí nào và đặc biệt không nhăn nha. Mùa này em nói thật với các chị chứ mặc vải dày thì đúng là đổ mồ hôi từ mồ hôi trên cho tới mồ hôi dưới luôn ấy. Việt Nam mùa này mà mặc vải dày thì thôi ta nói là có mà chích ngực luôn đấy các chị ơi. 62 cho em, giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Mình hàng đẹp lắm. Mình hàng rất là đẹp luôn. 62 cho em, giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 62 cho em nha các chị nha. Chiêu Nguyễn 62, Nguyễn Thị Thanh Thảo 62, Vi Trần 62.
Châu Long 62, Huệ Trần 62, Ca Thủy 62, Trang Nguyễn 62. 62 cho em vé, chỉ có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 62 cho em nha các chị nhá. Lê Hồng Thu 62. Chị cứ bật thử đi, em nói đẹp là đẹp. Trịnh Thị Ngọc Thảo 62, Diệu Huyền 62, Vũ Thủy bỏ đi chiều vé này. Vé 100 ngàn một áo thôi các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 62 nha. Các chị biết các chị cầm một ngoài hả, nó mượt, nó thẳng cực kỳ và nó không hề nhăn một tí nào luôn. 62 cho em vé 100 ngàn. Còn tên 62 chốt 62 cho em các chị ơi. Em có hai màu, màu này các chị lấy thì các chị 62 59 luôn nha các chị nha. Màu này các chị lấy thì các chị chốt luôn cho em là màu 59. Giá cho em cũng 100. Anh Dương Nguyên 62. Này mà các chị mặc thêm cái quần màu rêu hoặc cái quần màu đen nữa là đẹp nhức nhối con tim luôn. Trần Ánh 62. Hoặc là các chị mặc thêm cái quần màu hồng dâu nữa. Không may áo dài mua về may đầm. Không may đầm thì may một cái sơ mi thôi cũng đủ đẹp rồi. Với cái chất lượng mà bán giá còn 100 ngàn áo như vậy, 2 mét vải ở đâu mà ra các chị. 59 cho em vé 100 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 59 cho em luôn. Hồ Sĩ Lộc 59, Bích Ngọc 59, Hoàng Nguyễn 59 và 62, Anh Phạm 59, Trần Ánh 59, Đinh Liên 59, Nguyễn Lê Thị Nữ 59, Minh Quân 59, Bích Liên 59. Giờ trai đó là số 8 cho chị Nguyễn Hoàng. 59 cho em vé 100 thôi các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 59 cho em nha. Vé cho em là 100 ngàn một áo thôi các chị ơi, cứ mặc thử đi. Cứ mặc thử vải của nhà em đi rồi các chị biết chất lượng như thế nào luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 59 cho em nha các chị nha. Vé cho em có 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chia sẻ live stream cho em với nha các chị nha. Tương tác giúp em với. Cái này thì sao nữa? Cái này còn thế hả? Thùy Lê 5, Thùy Lê 59. Này các chị nè, cái nào cũng còn hết. Và bạn nói là vải này cái nào cũng còn hết. Đây là chất vải chính xác cho các chị là lụa mango nha. Chính xác là lụa mango, giá cho em 100 ngàn một áo thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em nha các chị nha. Số điện thoại. Chị Thùy Lê, chị lấy mấy áo chị comment rõ này giúp em đi ạ. 45 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chất phải là lụa mango nha các chị nha. Chất cho em là lụa mango thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em. Giá có 100 ngàn một áo mà các chị ơi. May quần, may áo dài, may đồ bộ, may áo kiểu. Đặc biệt là những chị hay mặc lụa tơ tằm thì các chị mua về các chị may quần cho em mặc là đẹp nhất. Trinh Trần 45, Thoa Nguyễn 45, 2 áo. Uyên Huyền 45, 2 áo, Nguyễn Phương 45. 45 cho em, giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em các chị ơi. Giá cho em 100 ngàn một áo thôi các chị ơi. Giá cho em có 100 ngàn một áo thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 ngàn một áo. 100 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em nha. Các chị ơi, khi các chị mua hàng với em, các chị tập trung các chị mua hàng dùm em nha. Em thấy tại vì em bán các chị cứ vô hỏi vài này vài kia vài nọ, nhiều khi mấy đứa nhà em cũng mất tập trung cho đến khi chốt cho các chị lung tung lang tang hết á. Màu này các chị cho em là 57, giá cho em 100 luôn. Bây giờ phở bò đã rất là khó rồi, cho em nhà em nó đang là cấm rất là nhiều luôn rồi. Cho nên là và là thời gian live rất là ít luôn đấy các chị, có 2 tiếng à, cho nên là không có trả lời được những cái câu hỏi gì hết. Thường em bán là em cứ nói chất vải gì rõ ràng cho các chị luôn á. Còn lụa là lụa, còn lụa tên gì thì có nhiều, những lụa nào có tên thì em sẽ đọc tên cho các chị, còn nếu không có tên thì em xin phép không đọc tên nhé. 57 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 57 cho em nha.
toàn bộ ở phần dưới là chất vải lụa mango hết, màu Gây sơn. Gây Lam 57. Hoàng Yến hai áo 57. 57 cho em nhé, 100. Thì nào lấy thì các chị chốt 57 cho em nha các chị nha. Khách mới vui lòng màu kèm số điện thoại cho em hoặc mã số kèm số điện thoại cho em trên cùng một dòng mới chốt đơn được nha các chị ơi. Tình trạng nhiều chị mua hàng không có liên hệ được, không có số điện thoại, không có thông tin rõ ràng bên em sẽ đơn ra. Khép 57 là các chị mất thời gian mua livestream lắm luôn đấy. 57 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 57 cho em nha các chị nha. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với nha. Tương tác cho em với nào các chị yêu ơi. Hoàng Thanh 57. Hết mất có thể. Trời ơi, cái này xem cực kỳ. Nói là mặc một cái áo là đáng tiền một cái áo luôn đó các chị ơi. 200.000 một áo thôi các chị ơi. 200.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em. Chắc phải là lụa sapphire giống em đang mặc trên người nha các chị nha. Cực đẹp luôn. 08 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em các chị ơi. Nguyễn Phương 57. Jenny Phụ 08. Phương Dung Nguyên 08. 08 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em. Giá cho em là 200.000 một áo. Quần mua riêng tấm riêng giúp em đi các chị ơi. Nhiều chị cứ so sánh quần người ta bán có 50.000. Các chị ơi, các chị có hỏi rõ người ta cắt cho các chị bao nhiêu không vậy? Cắt còn mét 1 mà may cái gì? Cắt còn mét 2 mà may cái gì các chị ơi? Cắt ít nhất là quần bây giờ là phải 2 mét. Mét 2 may không có nổi đâu các chị ơi. Cái quần nó nhỏ xíu như cái quần tây không có mặc được. Nguyễn Huyền 57. 08 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 200.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em nha các chị nha. Ôi, thiết kế rất là đẹp luôn á. Nó là về rất là nhiều hàng luôn. Siêu nhiều hàng luôn á. Và thiết kế siêu đẹp luôn á. 08 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 08 cho em. Giá cho em là 200.000 một áo. Quần mua riêng tính riêng giúp em. Các chị mua quần gì thì khi nhân viên chốt đơn, các chị nói các bạn lấy quần cho mình, chất vải nào tính tiền quần vải đó. Và đặc biệt bên em không có bán quần 1m2, 1m3, 1m4, 1m5, 1m6, 1m7. Chỉ bán một quần 2m thôi. Lụa rep là giá 100.000 một quần, siêu diamond là giá 130.000 một quần, còn lụa mango là giá 100.000 một quần 2m hoặc 1m6 ha. Cho chị cái hai quần chúng ta đi nhỏ ơi. Quần một tiếng rồi nè, em biết phải nó thịt rồi. Sao còn cái áo này em bỏ vô thì chọc chơi như vậy xong mất cái móc. Cảm quá à. Ngàn một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Trời ơi sao mà cái lỗ tai nó ù hết. Ù xì luôn á. Bảy mươi bốn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo. Chất vải là gấm thái quấn nha các chị nha. Chèn bếp ơi, cái màu này nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Jenny Phụ 74. 74 cho em giá 220.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em nha. Quần bên chị em cắt 2m, không cắt 2m rưỡi đâu chị ơi. 74 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Giá cho em là 200.000, 220.000 một áo nha các chị ơi. Phạm Gia Bảo 08. Phan Thị Trung 74, Trang Nguyễn 74. 74 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Jenny Phụ thêm một áo 74. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị ơi. 220.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Quá đẹp luôn. Bỏ tiền ra mua một cái áo là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn các chị. Vũ Nguyên 74. Gấm Thái Tuấn là nói chung là hàng của công ty Thái Tuấn. Các chị mặc là không có gọi là đẹp mà gọi là đẳng cấp thôi các chị ơi. 74 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị ơi. Này cho các chị xem kỹ này.
sang quá trời quá đất luôn á. Phải nói là sang lắm luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em nha. Đưa cho chị một thăm xuống đây luôn đi Han ơi. Trinh Lê 74. May nguyên bộ đi đẹp chị hả? May nguyên bộ đi. Cho cô một bộ luôn, quần với áo nhưng tròn sát tay dài. Ngưng mặc tơ tằm, không mặc tới tơ tằm. Giờ toàn mặc gấm Thái Tuấn. Cho em 51 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 51 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị. Đẹp lắm luôn á. Nó là bán siêu yên tâm cho các chị luôn. 51 cho em, giá 220.000 chị một áo. Chị em đi 51 2 áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 51 cho em. 220.000 một áo các chị ơi. 220.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 51 cho em nha. Chất vải là gấm Thái Tuấn nha các chị ơi. Một áo chị nào lấy thì các chị chốt 51. Ví dụ các chị không thích mặc nguyên một bộ vải này thì nó đủ màu này các chị này, đủ màu này. Ví dụ như là mấy cô này này. Ủa là đây là mặc quá trời quá đất đẹp rồi. Đó, nè. Đó, nhìn vậy thôi chứ ở ngoài nó ra một bộ rất là đẹp luôn. Romy 51. Vải này nó thật sự lỗi chứ mặc có mà 3 năm sau cũng không bao giờ lỗi mốt. 51 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 51 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 220.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 51 cho em. Đưa cái màu kia cho chị nhìn đi luôn đi. Màu đó đó. Giá cho em là 220.000 một áo luôn nha các chị nha. Có chiêm nhiều trên nó. TV Sa Phạm 74. Cái hai cái ba cái kia làm sao nhìn thấy cái phần trên kìa mà có treo gao. Không nhìn thấy cái gì đâu. Treo chi cho nhiều trên đấy thì làm cái gì. Vô Khuê Trương 51. Ôi, cái nền vải này xuất sắc chưa? Rất rất là xuất sắc nha. Mặc là siêu đẳng cấp luôn đấy. Cho em 91 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 91 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo cho các chị ơi. Cho em giá 220.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 91 cho em nha các chị nha. 220.000 một áo. Dạ em chào chị Mỹ Dung. Dạ ok chị Vương Khuê Trương. 220.000 một áo các chị ơi. 2 áo. Nào lấy thì các chị chốt 91 cho em. Dương Quế 74 2 áo. Cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 91 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo nha các chị ơi. Giá cho em là 220.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 91 cho em. Các chị ơi, mua sau like là bán giá 250.000 một áo nha các chị nha. Thôi, cái màu xanh của chị mặc ở đây thôi. Chuyển khoản bên em sẽ miễn phí ship nha chị Vương Khuê Trương. Giờ bán cái này 250.000 một áo phi ship cho các chị được không? Lại nhắc tới cái vấn đề ship luôn. Em nói hoài luôn, nếu mà các chị hình như là nó khó khăn đến mức độ mà phải nói là đầu như ngày nào cũng phải nhắc hết. Trời ơi. Bảy cho em giá 220 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em luôn nha các thành viên luôn. Hà Vũ 74. Hàng công ty là lên giá này mà còn chưa lấy lên nữa. 47 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo. Lê Quyên 47, Nguyễn Hồng Hoa 47. Anh
Dương Nguyên 473 áo. 47 Trang Nguyên 47. Nào lấy thì các chị chốt 47 cho em. 220.000 một áo cho các chị ơi. Dạ màu này chị có rồi, chị Kim đi cùng không? Chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em. Nguyễn Nguyệt Nhi 91. 47 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em. Giá cho em là 220.000 một áo các chị ơi. 220.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em. Em đưa cái lô lụa giả cốt ra cho chị. Cái màu nho ấy, còn bao nhiêu áo bán cho các chị luôn nè. Cái này gọi là không gọi là bán đâu mà gọi là giảm giá nha. Vì bán nhiều lắm luôn rồi đó. Riêng cái màu này là các chị biết là nhà em bán rất là nhiều luôn. Giá là 180.000 một áo các chị ơi. Đây, lụa giả cúc. Và cái màu này là cái màu phải nói là dạ, bán okay, nhiều nhất nhược, và mặc đẹp nguyên nhất luôn. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Nguyễn Tân Thủy 47. 100. Giá nhà em bán 180.000 một áo. Trong live stream ngày hôm nay giảm cho các chị hẳn 30.000 một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 100 cho em, giá 150.000 một áo. Số 100 cho em nha các chị nha. Màu nho đấy, chị nào chưa mua thì các chị lấy nè. Có nhiều bán hết với nhiều, coi như cái lô này là hết luôn. Jenny Phục 1002 áo, Lệ Quyên 100, Ai Dương Nguyên 1002 áo, Ngọc Tú Lê 100. Còn bằng này thôi chị. 100 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt. Lan Thanh 91 nét. 150.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 100 cho em. Bắt Truyền 100, Xin Lê 100, Nga Phan 2 áo 100, Liên Nguyễn 100, Nguyễn Thị Kim Hà 100. Hết 100 nha các chị. Đưa cái màu đen. Dạ ok chị Lily. Màu nào còn thì em đưa cho, màu nào hết thì em đưa chị trước. Màu nào cũng còn nhiều đúng không? Như sao? Này nó có màu đen nữa. Cực kỳ đẹp. 150.000 một áo cho em nha các chị nha. 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em. Trần Gia Khang 01. An Dương Nguyên 2 áo 01, Jenny Phụng 01, Vũ Nguyên 01, Bắc Truyền 01, Nguyễn Thư 01. Không một cho em, chị nào lấy thì các chị chốt không một cho em. Giá cho em là 150.000 một áo các chị. Giá cho em là 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt không một cho em. Em có màu Thanh Trần 01, màu này là màu Tốt Nguyên Tốt 01. Và màu này là mặc đẹp nhất. Thật sự là màu này mặc là đẹp nhất luôn. Trong tất cả các màu, lớn tuổi mặc cũng ok mà nhỏ tuổi mặc là càng ok hơn nữa luôn. Cho em giá 150 là giảm hôm nay các chị, là giảm sâu luôn á. Giảm siêu sâu luôn á. 56 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 56 cho em luôn nha các chị nha. Giá cho em là 150.000. Giá này là giá thay đổi theo những lúc bán livestream nha các chị nhé. Còn giá chính thức mà để chụp hình mà post lên tường Facebook là giá 200.000. Jenny Phụ 562 áo. Teresa Thu Trúc 56. Kim Hori 562 áo. Anh Bùi 56. Anh Nguyễn 56. Dương Nguyên 56. Trang Nguyên 56. Kim Lan Cát 56. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 56 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo, là có giảm giá rồi đó các chị. Có giảm lắm luôn rồi đó.
chị nào lấy thì các chị chốt 56 cho em các chị ơi. Chia sẻ livestream cho em với nha các chị. Oanh Kim 56 test giúp em với các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 56 56 cho em. Chị giá 56. Giá cho em là 150 nghìn. Thanh Đỗ hai áo 56. Hiền Thị Thu Viên 56. Có cái chuyến gì ở đây cô chị? Chuyến gì màu chuối á. Chị Trần Hà, chị chút đó chị vui lòng comment giúp em mã số và số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Này các chị thấy không? Vải người ta đẹp như thế này luôn á. Mà giá, thôi giá siêu mềm luôn á. Giá này là giá khuyến mãi cho các chị nha. Cho em 13, chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em. Giá là 150 ngàn một áo các chị ơi. Đầu tuần vừa bán vừa khuyến mãi cho các chị. Bây giờ có tặng quà cho các chị thì các chị mua 10 cái, các chị vẫn mất 300 ngàn tiền. Ví dụ một cái áo đẹp các chị 30 ngàn, 50 ngàn không sướng hơn thì các chị được tặng quà à. Quà biết tặng gì không? Jenny Phùng 13 hai áo. Quà khúc lẻ. Anna Mỹ Liên 13, Vũ Nguyên 13, anh Dương Nguyên. Có bằng này thôi hả? Thấy áo có 4 áo thôi. Còn màu nào nữa không? Đúng không các chị? Còn nhà em hả? Dạ anh. Em tặng quà anh cho Dương các chị. Anh Dương Nguyên ơi, 13 em hết rồi, tặng chị vui lòng chọn mẫu khác giúp em nha chị. Màu này em chốt cho các chị giá 150 ngàn một áo luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em luôn nha các chị nha. Giá cho em là 150 ngàn một áo là có giảm giá rồi nha các chị ơi. Trên em phụ 19. Cái màu cam đất này đẹp lắm đó chị. Phương Nguyên 19, Anna Mỹ Liên 19, Bắc Truyền 19. Má 100 em hết rồi chị Kim Chu. 19 cho em giá 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em các chị ơi. Giá cho em là 150 ngàn một áo. Có giảm giá rồi nha các chị nha. Không có giảm giá là không có giá nó đâu các chị yêu ơi. Màu này các chị đắm cho em. Mai Anh Phạm 19, Kim Thang Nguyên 19. Màu này các chị chốt cho em là màu tím cộng chất vải là lụa mango. Giá cho em 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cầm cho em. Màu này may nguyên một bộ mặc chụp hình thôi là đủ đẹp luôn rồi đó các chị. Đúng chuẩn cẩm luôn nha các chị nha. Tím cẩm cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Mình hàng dày, đẹp, đẹp lắm ấy. Bỏ ra đi, chiều cô không like đâu. Cô chỉ like tối thôi, chiều cô không like đâu. Mất thời gian. Cho em tím cẩm nha, chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Dương Nguyên tím cẩm một bộ này em lấy hai áo nha chị ơi. Hồ Ngọc Lan 19. Tím cẩm cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em nha các chị nha. Dạ ok chị Thanh Thanh. Giá cho em 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt tiếp tím cẩm. Nga Võ tím cẩm. Giờ chuyển khoản trước bên em miễn phí ship cho chị. Bán hàng này cho các chị có yên tâm hơn. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo. Nguyễn Hà Minh Trang 19. Cho em tím cẩm giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Đưa cái hoa nhí của cái màu hồng hồng dâu dâu ra cho chị nào. Thì em phải mặc vài cái áo hoa nhí hoặc là mua về may đầm, may đồ bộ, may áo dài, may áo kiểu mặc cho nó dễ thương chứ các chị. Không xước đường chỉ, có độ co giãn rất là đẹp luôn. Giá cho em là 100 ngàn một Nguyễn áo Nguyễn Thanh Thủy tím cẩm. Giá cho em là 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em các chị ơi. Các chị tưởng tượng cái trời này đi. Shipper mang hàng đến tận nhà cho các chị không phải gọi là gì nhỉ. Để ra đưa một tí mồ hôi nào mà
lấy tiền phí có 20.000 thôi. Thôi ô thôi. Em thấy là phải nói là siêu rẻ luôn đấy. Các chị mà nhìn mà có con mà đi làm shipper là các chị tiếng được biết được là thương người ta như thế nào luôn ấy. Ôi ôi, 53 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Thị Ngọc Hương 53. Nắng là nắng 38 39 độ. Hoa đào tím cẩm 2 áo. Phan Thị Trung tím cẩm 53 cho em, giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em các chị ơi. Giá cho em là 100 nha các chị nha. Cô có 20.000 tiền phí trong tổng một đơn thôi. Đi từ đây lên tới Sài Gòn á, các chị biết các chị đi xe khách không á, gọi là xe mà xe thường không, bây giờ cũng đã trăm mấy chục ngàn một người rồi. Kim Liên Đinh 53. 53 cho em, giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em các chị ơi. Còn các chị cứ xác định cho em là các chị mua hàng online là các chị phải trả tiền phí thì các chị ơi. Trên đời không có cái gì mà nó phi hết đâu các chị. Em nói hoài luôn, ngày nào em cũng nói luôn á. Yêu cái màu đen cho chị. Đó. Cái mặt này bán mà nghĩ mà mùa này mà bán mùa mặt này cho các chị mà nghĩ sốt hết cả ruột. Nó mềm, nó mượt và nó mát cực kỳ luôn. Nếu mà tính ra thì mango không bằng cái vải này đâu các chị ơi. Rất là xinh luôn. Về may cho em đầm đồ bộ, áo dài, áo kiểu. May muốn may cái gì cũng được. Nói chung là muốn may cái gì thì may à các chị ơi. 94 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 94 cho em luôn. Giá cho em 100.000 một áo 2m của 1m6 nha các chị nha. Em có một cái đầm đồ mango trước em may phong, nó may còn đang để đây nè. Em may toàn bằng một cái váy vải nhí này không mà mặc mát lắm. 30/4 1 tháng 5 này nếu các chị đi chơi, các chị may mấy cái đầm này các chị mặc lại được rồi. Anna Nhung 94, Kim Lan Cát 94, phải công nhận là vải đẹp 94, đúng không? Nhật Linh Nguyễn Huỳnh 94, Bắc Truyền 94, Bích Thu Lê 2 áo 94, Thảo Đại 94, Nhiên Vũ 94. Phương Dung Nguyên 94, Liên Nguyễn 94, Thang Bùi 94, Tư Tan 94, Uyên Nhã 94. 94 cho em nha, chị nào lấy chị các chị tốt 94 cho em. Để cho chị em đây nhìn thấy không phải. Dung Phạm Thị Kim 94, Maria Dương Thị Xuân 94. 94 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 94 cho em, giá cho em là 100.000 một áo. Giá cho em là 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 94 cho em nha các chị nha. Chia sẻ livestream cho em với thì các chị ơi, tương tác cho em với nha các chị nha. Chị nào lấy thì Thi Huỳnh 94, Kim Thi 94. Đây có một mẫu này. Hà Thị Thiết 94. Nhà em cũng mới về luôn này. Em cũng mới về xong tức thì luôn. Còn mình hàng lụa mà chị mở vẫn mua của em mà giá 100.000 các chị. Bắc Truyền thêm 194. Giống mấy cái áo màu đen đen hoa nhí mà em hay mặc á. Cái mình hàng này nếu thật sự mà ai là thợ may nhận vải này của em là các chị sẽ biết được. Chất rất là đẹp, chất đẹp hơn những hàng khác. Hàng in rất là nhiều. Nhưng mà nó có khuyết điểm cái là nó không có nhì, không có bông chân. Phạm Mai 94. Không có bông chân các chị ơi. 36 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em luôn nha. Giá cho em là 100.000 một tháng. Hình như chị còn để cái đầm ở đây phải không mấy đứa? Trần Huyền 94, 36. Oanh Kim 94. Anna Nhung 36, Bắc Truyền 36, Hà Vũ 36, Kim Thi 36, Tư Tan 36. Mẫu này mà để em Trang Thảo Lê 36. Em hay mặc em bán vài trăm cái. Nhưng mà có 48 áo là các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em. Mặc quần đen là hết bài luôn. Qua đi lễ mà. Trời ơi nó nóng. Nó nóng một cách kinh khủng luôn. Đã vậy vô trong nhà thờ chỗ nó đông người nó nóng. Thế là phải lựa cái áo hoa nhí và vải mát mát thì mà mặc.
giờ này mà nẻ cái áo siêu diamond là nó thật xin lỗi với các chị luôn, là đã vậy còn màu trơn nữa, ôi cha mẹ ơi, nó loang hết cả một cái áo ra, xong rồi nắp nung gì, ôi trời, nhìn nó mất thẩm mỹ siêu luôn ấy. Đặng Mai 36, Nguyễn Thu 36, Thân Ngọc 36, 36 cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em, giá cho em 100 ngàn một áo các chị ơi. Liên Đinh 36, còn 36, nào lấy thì các chị chốt 36 cho em. Đẹp, cực kỳ, u là chèn, xuất sắc luôn. Nguyễn Luân 2 áo 36 nè, giống y chang như cái hoa đợt trước em mặc á, nhưng mà đợt này nó về được cho các chị màu sáng này, xinh chưa. Kimmy Jean 36, Thúy Võ 36 và áo trơn á, em siêu Phạm nhiều luôn, nhưng mà mùa Phạm này Mai em chống 36. Chị, chắc chị đi lễ là chớ bây giờ mặc áo màu trơn nha các chị. Nó đổ mồ hôi là các chị ơi, nó loang cái chỗ này, nó loang cái này này, đặc biệt là nó loang cái lưng này. Trời ơi, nhìn nó mất thẩm mỹ, siêu mất thẩm mỹ luôn á. Cho nên là chỉ mặc được hoa lý mùa này thôi, nó nóng, phải nóng là nó nóng một cách kinh khủng. Wow. Oh. Thấy cái này mà chụp hình lên đẹp nhất nhớ con tim. 43 cho em, giá 100. Nhung ơi Nhung, ta tưởng tượng đám cưới ấy Nhung. Ta đang bảo vậy này bác Lan ơi, hay thôi. Ta mặc đồ rất là bình thường đi chứ chế nóng thì chế không thể chịu nổi được, mà chế nẽ thêm mấy cái đồng vào nữa chắc. Chắc lúc đấy có phải cạo đầu chọc luôn đó. Nóng lắm chịu không nổi luôn ấy. Áo cưới Nhật Sen 36. Hoa Bằng Lăng 43, Nguyễn Thị Ngọc Hương 43, Anna Mỹ Liên 43, Nguyễn Luân 43, hai áo Thảo Đặng 43, Hân Ngọc 43, Kim Thi 43, Kim Liên Đinh 43, Lê Nguyễn Thị Thu 43, Thanh Huyền 43, Thủy Văn 36, Sa Sa 43, Lan Trần 43, Kim My Dinh 43, Lê Thị Năm 43. Các chị ơi, các chị nhận ở ngoài đẹp lắm. 43 cho em, giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 43 cho em. Các chị thấy em nói có đúng không? Các chị thử mặc áo màu trơn đi rồi các chị hiểu cảnh. Đã vậy còn đòi cho dày vào, ừ, dày nữa đi rồi biết cảnh. Tân Trời ơi, nó nóng, Nguyễn Thảo nó đổ 43. Rồi từ trên xuống dưới xong nó loang hết một cái áo. Xong rồi nắp nung gì, ô ta nói. Tuyết Mai 43. Trời này Nhung ơi, trời này mà ngồi dưới cái lẹp nhà mày thì tao cũng không biết làm sao luôn. Nếu hôm qua tao đi với chiếc áo, tao phải lấy cái áo tao mặc, mà lấy cái mặt tao còn đỏ cỡ đó. Chiều về không có nón, không có mũ, có nón gì nữa. Đến lúc mà tao đi lễ thế hơn, tao phải mang cái quạt theo, mà tao không dám ngồi gần, tao phải kiếm đúng một cái chỗ mà không ai ngồi luôn. Trời ơi, đấy phải mặc áo hoa nhí buổi tối thế, chứ nó đổ mồ hôi nát thì không phải chết người. Ok chị Kim Hoa đi. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Mùa này các chị mặc mango em còn thấy các chị chấp nhận được, chứ mùa này các chị mà nẽ cái siêu diamond. Wow, thì em nói với các chị cái vải siêu diamond là hoàn toàn sợi vải của nó là sợi tổng hợp là sợi polyester đấy các chị. Trời ơi, em không biết nó mát được cái chỗ nào, nhưng mà trời ơi nó hoàn toàn là sợi vải ấy hết, nó nóng. Nó bí chứ không phải nó nóng. Không cầm 43. Sợ lắm luôn. Nóng ốc có phải quay qua 10 điểm thôi, nếu không chân rồi chạy ra. Em chỗ nó nóng. Nó nóng mà ngày hôm qua em đi lễ em nói các chị, đa số em vẫn nói với các chị ở nhà là em toàn để vải vải trơn ấy, em mặc mà đấy là mặc tới Thái Tuấn luôn là nó nóng quá em chị không nổi. Mà em biết là nếu mà mặc đi lễ em không chốt đơn nha chị ơi. Là cho dù có cỡ nào đi chăng nữa nó vẫn nóng. Mà đặc biệt nữa là chị em mình mặc áo dài mà càng màu trơn mà càng nóng là bắt đầu nó đổ mồ hôi những cái chỗ này này các chị, chỗ không dám đến gần ai luôn ấy. Cho nên thôi, tốt nhất là ta lựa cái áo màu hoa nhí để mà không bao giờ nhìn thấy, với lại cái chất vải này là mùa này mà các chị bảo các chị cho em tiền xin lỗi chứ cho em tiền thêm mà mặc áo siêu diamond thì em bỏ luôn chứ em không mặc luôn. Em tính em nóng lắm em không có chịu nổi được ấy. Thế này con Nhung sắp sửa đám cưới em bảo thôi em đi kiếm cái đồng nào mà nó mát ơi là mát đây, mà em còn chưa biết em mặc cái gì luôn. Em tưởng tượng ngồi giữa 12 giờ trưa đấy Nhung ơi.
Thôi bà ông phải rô mặc cái áo trắng và có đóng thùng cho tắt cái ống vào tắt nghỉ khỏe luôn. 100.000 một áo cho em nha các chị nha. 20 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 20 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo. Chất vải là lụa mango nha. Trời, cái mẫu này đẹp quá. Ghê lắm chị ơi. Ghê lắm luôn ấy. Tại vì 20 sao không? Hôm qua là do là nó trời ở Phương Lâm nó cũng nóng, đã phải đi lễ chiều thì các chị biết rồi đấy, các chị đi lễ sáng mà các chị còn đổ mồ hôi nữa chứ các chị đi lễ chiều. Và đặc biệt em chống chỉ đừng, em xin thua rằng với các chị mùa này các chị không thể đi lễ mặc áo màu được đâu. Các chị nhìn các chị còn thấy nó ghê, nhưng mà cái lúc cao điểm nhất là người ta nhìn thấy mình, đặc biệt mà lên nước lễ thì rồi đặt tâm điểm chú ý cho mấy ông như các chị. An Bình Ngô 20, Nghĩa Nguyên 20, Anna Mỹ Liên 20, Nguyễn Luân 20, hai áo Như Quỳnh 20, Phương Dung Nguyễn 20, Tương Trần 20, Hồng Hà 20, Hoàng Liễu 20, Mừng Bùi 3 áo 20, Ngọc Trinh 20, Thành Vi Vi 20. Áo mẫu mặt bên em không chốt đơn các chị ơi. Ở chỗ em còn thấy đỡ đấy các chị. Thử khu vực miền Trung giờ này mà ai rủ em đi biển á, không mà ở resort 5 sao thôi em cũng xin chịu luôn ý. Xong rồi về ngày mai cho em tốn vài trăm triệu để đi dưỡng cái da mặt này thì có mà khủng luôn ấy chị ơi. Ôi, ở nhà thì khỏe, 30 tháng 4 này vui lòng ở nhà may vài cái bộ đồ bộ này mặc ở nhà cho nó mát mẻ cho em. Xong rồi cái tiền mà các chị đi resort, đi vì dung gì đó thì các chị vui lòng mua đồ hải sản, mua đồ cao cấp, mua các kiểu, các chị về các chị vui lòng tập bộ cho em đi tránh cái nóng của năm nay nha các chị nha. Xin thưa rằng và đặc biệt nữa là nhà nước đang khuyến cáo là mùa nóng này sẽ bùng dịch Covid-19 lại thôi. Em xin các chị ở nhà cho làm nha các chị ơi. Áo cưới Nhật Sen 20, Hồng Diễm 20, 43 em còn nha chị ơi. Và các chị phải công nhận với em là mùa này các chị đi lễ các chị mặc áo màu trơn đi rồi các chị hiểu cảm đúng không? Ghê lắm luôn đấy các chị, em nhìn thấy nhiều chị mặc rồi. Chẳng lẽ em đi ra em nói nhỏ thì nó kể cục quá, em đâu dễ nói đâu các chị. Một đơn hàng phí ship tại vì các chị biết không, có một lần như vậy này em cũng bán live stream, bạn đó cũng bán live stream, nhưng mà chắc có thể là nhiều chị á là chắc không có chịu nổi được cái mùi của máy lạnh đấy. Nhiều chị là ngửi cái mùi máy lạnh sẽ say, giống như say xe á, cho nên là người ta không xài máy lạnh. Hay là nhiều người do cơ địa nhiều mồ hôi, cho dù có ở trong máy lạnh mà hoạt động vẫn ra mồ hôi. Đặc biệt là chồng em nha, siêu nhiều mồ hôi các chị. Cho dù hả ngồi máy quạt bu nhưng mà ăn một bữa cơm mồ hôi vẫn cứ tuôn ra, như vậy là do cơ địa cả nhà luôn các chị. Rồi xong hôm đấy em nhìn thấy bạn mặc cái áo Silemon màu trơn, mà trời ơi bạn bán hàng cho các chị mà hai cái lắc cho chút. Em nhìn thấy em bảo vậy là chẳng lẽ em nhắn tin em bảo vô thay cái áo giùm mình cái đi bạn ơi. Thật sự là nó không gọi là đẹp nữa mà nó gọi là mất thẩm mỹ các chị. Mà đấy là bán hàng đa số tụi em sử dụng máy lạnh hết luôn đấy nha. Cho nên là các chị thấy đa số là em bán cho các chị em mặc áo dài mà lúc nào mà gọi là mát lắm thì em mới mặc màu trơn cho các chị. Tại vì cơ địa của em cũng ra mồ hôi nhiều, cho nên em rất sợ ra mồ hôi vô cùng luôn. Ủa vậy ngày hôm nay bán hàng hay ngày hôm nay nói chuyện xàm vậy trời? Ngày hôm qua đi lễ không dám đến gần mấy ông luôn. Đặc biệt mà mấy ông trưa mà mới đi đám về, các chị xong chiều đi lễ, ôi trời ơi, ta nói toàn là cái mùi bia, mùi rượu, nó cộng thêm cái hơi nóng nữa, xong tất cả các loại thứ thập khẩm. Mà trời ơi, đi lễ về xong mà say sẩm hết mặt mày luôn, có khi đến 8 giờ chưa ăn cơm được luôn. Ghé cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Chồng em cũng vậy, ơi ơi chưa mà đi đám cưới về thì xin can cuộc đời đi, ghê quá nó nóng. Xong rồi đám cưới này này các chị này, đám cưới ở quê ấy, thì thường là người ta vẫn đãi bia, nhưng mà có nhiều nơi là các ông người ta không có uống bia, người ta thích uống rượu. Trời đất sẵn thần ơi, các ông mà đi lễ mà gặp mấy ông mới đi đám cưới về mà uống rượu thì tôi trời ơi đau lòng lắm các chị ơi, sợ lắm. Mà các chị có phải công nhận với em là những cái chất vải này mùa này mặc rất là phù hợp, rất là phù hợp. Cho nên nếu như chị nào mà có đến chợ sỉ đi chăng nữa, họ vẫn bán hàng này nhiều nhất. Tại vì họ không những cung cấp cho tụi em về bán vải đâu, áo dài này,
áo đầm này, áo kiểu này, đặc biệt là đồ bộ là nhiều nhất. Người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam không mặc đồ bộ là không phải phụ nữ Việt Nam rồi. Ai mà chê đồ bộ là có chừng là bị fan vô là coi như là tấn công một lần là xỉu luôn đấy. 42 cho em, giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 42 cho em. Em thấy mấy chị nước ngoài ở nhà còn mặc đồ bộ chứ nói chi là phụ nữ Việt Nam đúng không? Giá cho em 100 nha, một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 42 cho em. Cái hoa này này các chị này, ở ngoài của nó giống như cái lụa hoàng gia ấy. Xong nó có cái chấm bi. Nếu mà các chị may áo dài ấy, thì các chị mặc thêm cho em cái quần màu da như vậy nó rất là dễ thương. Màu này ở ngoài của nó là màu cacao nha. Thông Lương 42, Nan Thiệu 42, Lê Thanh 42, 42 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 42 cho em. Em ở nhà mà có mấy cái bộ mà lụa cao cấp thì nó vẫn nóng. Thế là em phải lựa mấy cái bộ mà vải lụa này của em nó cứ mát nổi các chị. Hoàng Tuyết 42, Kim Thi 42. Em đang hỏi chỗ các chị có nóng không? Chứ chỗ em nó không có nóng thì chỉ có chảy mỡ thôi. Kinh khủng. Và Thu nhà may 2 áo 42, 42 cho em, giá 100 nha. Thôi tập trung bán hàng cho các chị. Nguyễn Thu 42, em có chấm mi là dễ thương lắm luôn đó. Giá chốt đơn cho em cũng 100 ngàn một áo luôn, 27. Chị nào lấy thì các chị chốt 27 cho em nha. Cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 27 cho em luôn nha các chị nha. Trần Minh Phương 42, Lê Thanh 27, Phạm Cúc 27, 2 áo. 27 là chất lụa nha các chị ơi, các chị mặc siêu mát. Và đặc biệt vải của em các chị mua về Bắc Truyền 27 tẹo nào luôn các chị ơi. Cho em 27, chị nào lấy thì các chị chốt 27 cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo, 2m khổ 1m6 nha các chị ơi. Cho em 2m khổ 1m6 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 27. Nguyễn Lệ Huyền 272 áo. 27 cho em giá 100 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt. Thu Hoài 27, Jenny Nguyễn 272 áo. Hồng Cẩm 27. Em đưa cái cúc tạp thẻ lại đây, chị bán cho các chị thêm một lần nữa. Đó, em vừa treo lên hết. Cái này các chị mặc cho em quần đen rất là đẹp luôn, rất đẹp nếu các chị may áo dài. Còn nếu các chị may đầm không cần phải lót cũng được, nhưng mà theo em thì các chị nên lót một lần mặc cho nó đẹp. Tại vì áo đầm là các chị lót một lớp mỏng ở trong để cho nó đứng thôi, chứ nó không có hề nóng. Tuyết Trần 272 áo, nó đẹp ngang ngửa với lại hàng in đó. Mà hàng in ở Việt Nam mình là giá không có giá 100 ngàn này đâu các chị, nó là chất lụa nha, nó là chất lụa nha các chị ơi, không phải là chất mango đâu. Giá cho em cũng 100 luôn. Cái Phạm Lê 27 kêu kìa, 6 tấm rồi. 3 áo nữa đúng không? 4 áo. 69 cho em luôn, giá cho em 100 ngàn một áo luôn. Vì sao em làm lụa sapphire cho các chị là các chị biết sao không? Vì nó mỏng, mùa này các chị mặc nó phù hợp. Nhưng mà năm nay không có mưa đâu các chị. Năm nay là hầu như là bị hạn hán luôn, không có mưa đâu. Mà mưa Giang là đa 27. Số chỉ có dông thôi, xong là hết chứ không phải là vào mùa mưa như những năm khác đâu các chị ơi. Mai Hoa 69, 69 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em luôn nha các chị nha. Em tầm vải này em còn mê luôn nha các chị. Giá có 100 thôi à. Mấy Thảo Đào 69, Đông Thanh Nguyên 69. Cúc thập thảo đẹp lắm luôn á. 69 cho em, giá 100. Chị Bà nào Thu lấy nhà Mai 69 cho em. Nguyễn Ngọc 69, Phạm Là 69, Anh Bùi 69, Ngô Tuyết 69, áo dài đẹp 2 áo 69, Trâm Mai Nguyễn Thi 69, Hoa Hồng Nguyễn Thị 69, Thúy An 69, Nhu Khai 69. Sáu mươi chín cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em nha. Các chị ơi, Bác Thiền 69, Trang Mùi 69, Thu Hà 69, tổng 3, 4,
Màu này các chị chốt cho em là màu 14, là màu xanh cổ vịt. Giá cho em cũng 100 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em luôn nha các chị nha. Thảo Trần 69. Nó nóng ở đến mức độ mà trời ơi, con gái em nó không bước ra khỏi cái phòng máy lạnh luôn. Tối mà hồi trước là may mặc cái nó là đồ tay dài ấy, bây giờ cho nó thẳng tà lỏng luôn. Nóng quá chị không nổi. 14 cho em luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em luôn. Mấy cái hàng này á, em nói với các chị là đúng gọi là chia sẻ với các chị là em không có lời nhiều em đâu. Em thuê 69 nha, không có lời nhiều 69. Đâu các chị. 14 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em luôn. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi, may nguyên bộ thì lấy giúp em 2 áo nha. Màu Thảo các chị may nguyên bộ thì lấy giúp em 2 áo. Vải này mặc là siêu mát luôn rồi đấy. Vì sao em làm lụa sapphire cho các chị đợt qua đợt này là vì thứ nhất là cái vải của nó vừa phải để mặc vào mùa này. Thứ hai nữa là in lên em thấy là màu sắc với chất liệu nó không có thua kém gì siêu diamond hết đâu các chị. Thái Vi bỏ 2 áo 14. 14 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em nha các chị nha. Màu này đẹp quá trời quá đất luôn. Màu này mà chế mà may một bộ mà thôi ta nói là họ kinh khủng luôn. Chốt đơn cho em giá 100 nha. Mình hàng nó mềm và nó rũ lắm. Nó rũ cực kỳ luôn ấy. Và mặc cái chất vải mát lắm. Từ nãy đến giờ mát cho nên là tâm trạng Nguyễn Thị Phúc 14 vui. Nguyễn Thị Mỹ 14. Bác Truyền 14. 200 ngàn một áo các chị ơi. Tạo máy 200 ngàn một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 98 cho em. Nó đẹp và nó nét như là Sony luôn. 98 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 98 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo, chất vải là lụa sapphire nha các chị ơi. Phạm là 14. Phương Trần 98. Đi. 98 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 98 cho em. 200 ngàn một áo nha các chị ơi. 200 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 98 cho em. Này, đẹp, nét như là Sony luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 98 cho em. Giá cho em là 200 nha các chị nha. Giá cho em là 200 ngàn một áo, 300 ngàn một bộ các chị ơi. Hôm qua có cái đám cưới ở chỗ nhà hàng Ngọc Huyền ấy Nhung. Vậy chứ mấy thằng thanh niên mà nó đi đám cưới đấy, tôi thấy toàn kiếm áo lên liền giống chế mặc, giống cái thằng mà hôm qua nó qua nó mời Phong á. Tụi nó mặc nguyên một dàn như vậy hết. Chứ giờ mà nói thật xin lỗi mà đưa cái áo, mấy cái áo sơ mi mà hàng hiệu mà dày dày cỡ Vero mặc thì chắc là bệnh. Thế thôi thì nó nổ đồng đỏ mắt nãy vậy, tụi nó nhậu, tụi nó nóng. Vân Đinh 98. Kiếm cái áo sơ mi trắng mà phải lên liền mặc cho nó thật hot boy chưa việc em. Mày mà nãy nãy em mới kéo dày dày được một cái nó nói là mày khỏi chạy, mày khỏi viết bàn luôn. Tiếp tục luôn đi, em chỉ thích lập thể như vậy chị em bán. Sao nói em thế? Em đưa cái kia ra đây cho chị bán khuyến mãi cho các chị cái đầu tiên. Ờ, vải này nó siêu mát luôn. Chất này của em là đúng chất lụa mịn luôn á. Em bán các chị giá 90 ngàn một áo thôi. Nguyễn Phượng 98. Các chị cứ nhận về các chị mặc thử. Nó phải nói là nó rất là mát luôn. Nó gọi là siêu mát luôn á. Các chị may không thích may áo dài đúng không? Các chị may cho em một cái áo sơ mi đi làm thôi là cũng đủ đẹp lắm luôn rồi. Em tính các chị giá 90 ngàn một áo thôi nha. Co giãn thoải mái, không cần phải lót, chất vải là lụa mịn. Không xù suốt đường chỉ luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em luôn. Dạ ok chị Mỹ Dung. Ba mươi cho em giá 90 thôi, chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho
về may cho em cái áo sơ mi không được, về may cho em cái bộ đồ bộ hoặc là về không đủ mát đâu. Anh Đào Phạm 30. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em nha các chị nha. Hoa Đào 30, Hoàn Tuyết 30, Đỗ Phương 30, Thủy Nguyễn 30, Oanh Kim 30, áo dài đẹp 30, Dung Nguyễn 30, Đỗ Phương thêm một áo 30. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em. Em cân các chị giá 90.000 áo 2 dép khổ 1m6 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em. Rất rất là đẹp luôn á. Mềm, mượt, co, giãn, không cần phải lót là gì hết các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em nha các chị nha. May áo dài, may anh đầm, fan 30. May đồ bộ, may bất cứ một cái gì cũng đẹp hết. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em. Giá cho em là 90 nha các chị nha. Giá cho em là 90.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em. Tiếp luôn cho chị cái mẫu này luôn đi xong ạ. Mẫu này là mẫu mới. Mẫu này nó phải đầu tư đi mái áo mà cho các chị, cho chị bởi nó chị khó quá. Hàng này là giá 150.000 một áo các chị ơi. Hàng này là giá 150.000 áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Đẹp cực kỳ. Lập thể. Xinh lắm. 32 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Chưa? Còn chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em nha các chị nha. Giá cho em có 150 thôi các chị ơi. 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Đặc biệt những cái hàng này em xin thưa với các chị là nó không có bông trong. Nó chỉ có hoa đều, lập thể, màu trơn hoặc là chấm mi thôi. Đặc biệt là không có bông trong nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo. 150.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Chia sẻ live stream cho em với thì các chị ơi, công tác giúp em với nha. Em về nhiều mẫu lắm, về quá trời hai miếng hết, hai đều luôn. Đây những cái lập thể như vậy. Bồng bùi 32 thấy đẹp quá trời luôn á, sân nó là sân luôn. Tốt Nguyễn tốt 32. Đây. Giá còn 100.000 là các chị còn. Mấy? Màu này các chị cho em là màu 24 luôn. Giá cho em là 100 luôn nha các chị. Đất nó đẹp. 24 cho em giá 100 luôn, chất là 7 luôn. Chị nha. Hà Tuyết 24. Cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Nhật Linh Nguyễn Huỳnh 24. Anh Bùi 24. Kim Lan Cát 24. Lan Nguyễn 24. Mùa này mà chị nào hỏi em mà nhung có nhung Nguyễn Trần 24. Chắc em đổ mồ hôi lên các chị ơi. Nóng. 24 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Hoa Đào 24, Oanh Kim 24. 24 cho em, giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Phương Hà 24 và 32. Nguyễn Tân Thủy 24. Út Hạnh 24. Tổng 32. Phượng Hà 32 và 24. Nguyễn Thị Thanh Thảo 24. Màu này các chị chốt cho em là màu 21 luôn. Giá cho em cũng 100 luôn.
mùa này á, các chị mua những cái hoa này là nhiều nhất và đẹp nhất. Kim 21, Trần Thị Nhài 21, thương lắm luôn. Cô Liên 21, 21 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt. Tuyết Trần 21, Kiều An 21, Nguyễn Thị Mỹ 21. Bây giờ các chị thật sự muốn tặng vải trơn, Trang Thảo Lê 21, Phạm Là 21, các chị sử dụng bằng cách là các chị may Vân Liêu 21, hoặc là may sơ mi, hoặc là các chị may 21. Cắt điệu một chút xíu là cái bộ mà cái áo tay phồng của em ấy, các chị nhớ không? Các chị may cho em bằng cái vải lụa này. Em không có dám nói tên thì nó là có thương hiệu đó các chị. An Bề Ngô 21, Thảo Trần 21, Hồ Thị Thu Hương 21, Kim Lan Cát 21, Liên Trần 21. Các chị nghe em đi, đây có 90 ngàn một áo thôi. Nhưng mà các chị có phải công nhận với em là các chị toàn bộ nhận vải này của em nó rất là mềm đúng không? Nó mềm, nó mượt và nó mát vô cùng luôn nha. Em tính các chị giá 90 ngàn một áo thôi các chị ơi. Em tính các chị giá đúng 90 ngàn một áo thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 48 cho em. Riêng hàng này thì em có 1, 2, 3, 4, 5 có khoảng 7 màu các chị ơi. Mỗi màu lấy một áo thôi cũng được các chị. 7 màu mới hết có chưa tới 700 ngàn. Mà nó mát, siêu mát luôn á. Nếu mà các chị mua một áo này của em là các chị có thể may được một bộ đồ bộ thoải mái luôn. Nguyễn Bích 483, Bích Nguyễn 483 áo, Nhật Linh Nguyễn Huỳnh 48, Nguyễn Hiền 48. 48 cho em giá 100, giá 90 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 48 cho em nha. Em tính các chị giá 90 ngàn một áo thôi. Mềm, mượt, co giãn, không xù xước đường chỉ. Lựa chọn vải này là sáng suốt luôn. 48 hai áo. Dung Thanh 48. Hoa Đào 48, Anh Bùi 48. Phương Liên 48, Hòa Tuyết 48, Lê Thanh 48, Thu Hiền 48, Đặng Mai 48. Biến Dung 2 áo 48. 48 có khúc 3 mét nè. Chị nào lấy 48 khúc 3 mét thì các chị chốt 48 khúc 3 mét cho em. Còn không? Nguyễn Trần 48, Nguyễn Tân Thủy 2 áo 48. Bỏ khúc 3 mét ra để biết chưa. Nhung Nguyên, Nhung Phai 48, Anh Phan 48. Lựa chọn siêu sáng suốt với lại cái lô này. Đâu Sam đưa màu ra đây cho chị. Đưa lô màu ra đây cho chị thì chị bán chứ sao lại đi người thì hai trả hai người. Phương Hà 48, Hoa Ngọc 48. Lấy đủ màu đi chị, hình như có 6-7 màu thì chị ơi. Hôm nay còn hay không mới là quan trọng nha. Cái đàn đồng này chứ có bán một đợt rồi đấy. Dạ ok chị Bích Nguyễn. 34 cho em, giá có 90 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em. Em có một cái này này, em tự tin một cái này này. Là vải này này, có những chỗ bán cho các chị cũng là giá này. Nhưng mà em xin cam đoan với các chị là cái chất vải này các chị nhận về nó đơ như miếng bánh tráng luôn. Còn của em nó đúng là chất lụa và nó mềm siêu mềm luôn nha các chị nha. 34 cho em, giá 90. Chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em. 34 là màu vàng đồng á chị. Mà giá có 90 ngàn một áo. Dương Thanh 34, Anh Bùi 34. Thôi 45 ngàn mét vải. Hai Phúc Gia Đình 48. 34 là màu vàng đồng á các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em. Trần Thị Bích Đào 48.
Giá cho em là 90 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em là siêu lựa chọn sáng suốt luôn ấy. Mỹ Huệ 34. Tí nữa chắc phải mang cái áo mặc màu khanh 34 và màu trắng mặc sơ mi ấy. Xuống chắc mặc phải được không chị? Và mặc cái chân váy chắc có quá. Màu này là màu, màu này ở ngoài nó giống như là màu cốm. 80 cho em nữa, 90 cho em 34 chị ơi. Mã số 80 giá 90 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt mã số 80 cho em. Quỳnh Trâm 48, Dung Thanh 80, Trần Phục 80 chép, Liên Nguyễn Thị Thu 80. Mát, siêu mát luôn, các chị may tay phồng đó. Các chị mặc áo dài và xinh lắm. Còn không thì lấy hai áo đi, các chị may nguyên một bộ cho em đi. Chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em. Giá cho em lên 80 đó thôi các chị ơi. Giá cho em có 90 ngàn một áo thôi nha. Dạ ok chị Trần Mai. Màu này á, các chị nhìn trên like thì các chị tưởng của nó là màu xám, nhưng nó không phải xám đâu. Nó là xám, nhưng mà khi các chị nhận ở ngoài á, cái chữ này của nó là ấm tím giống như vậy nè. Ok chị Trần Thúy, mỗi màu một áo. Chốt đơn cho em giá 90 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Nó có khoảng 5-6 màu thôi à, nó không có nhiều đâu các chị. Mà em nói có đúng không, nhiều chị đã từng mua vải này nhưng khác rồi về nó cứng như cái bánh tráng ấy. Còn của em nó rất là mềm, nó mềm mềm như bún luôn á. 35 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em luôn. Giá cho em có 90 ngàn một áo là chạy ra 45 ngàn một mét vải thôi đó các chị ơi. Thấy em cầm cúc vải lên là các chị đã thấy nó đáng giá đồng tiền không? Lê Thanh 35, Hòa Tuyết 35, Phạm Thị Ngọc Bích 35 3 áo, Bích Nguyễn 35 3 áo. 35 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Dạ em chào chị Tôm Tết ra. Lâu lắm rồi bị gặp chị á. 35 cho em giá 90, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em luôn nha các chị nha. Em tò này. Màu này ở ngoài Tuyên nó An 35 2 áo. Xanh min á. Màu đỏ. Và màu này của nó ở ngoài là màu vàng rêu. Đấy, nó còn có 3 màu này nữa thôi. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ cho em. Quỳnh Trâm 35, Nguyễn Phượng 34, Tôn Nga Trần Thi 35. Cái này mùa này may mua một cúc vải về xong cắt xéo ra làm hai. Các chị làm được hai cái khăn choàng đấy. Hai cái khăn choàng mà đi ra ngoài đường ấy, đeo khẩu trang ấy, xong rồi bịt kín nó vào. Các chị ơi, mùa này đừng có sợ mình sờ mình, đừng có sợ mình xấu nha. Chị sợ da xấu thì chứ mình xấu là mình không có xấu đâu nha các chị. Có được làn da đẹp là mỡ của rất nhiều phụ nữ. Liên An đỏ. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ. Dung Thanh đỏ. Đúng không các chị? Làn da đẹp là ước ao của rất nhiều phụ nữ. Chứ còn mặc đồ xấu mà làn da đẹp là cũng ăn nít luôn đấy. Chứ mặc đồ đẹp mà làn da xấu là thua đó nha. Chị nào lấy đỏ thì các chị chốt đỏ cho em. Dạ em chốt các chị 90 ngàn một áo 2m khổ 1m6 thôi các chị mình ơi. Và màu này các chị chốt cho em là màu xanh min luôn này. Đấy đẹp chưa? Toàn là màu đẹp không hà. Và màu này thì các chị cho em là màu vàng rêu. Giống cái bộ hôm vừa rồi em mặc vào lụa capi ấy, các chị nhớ không? Đấy. Quá chuẩn, quá chuẩn. Em thấy màu nào cũng đẹp. Muốn lấy màu nào thì lấy các chị ơi. Cho Nhung chốt cho các chị nha. Dung Thanh vàng rêu, Tôn Tết Cam vàng rêu, Liên An vàng rêu 2 áo, Nan Thiệu đỏ, Lê Diễm Phan đỏ,
tôm tép sam tay min, tôm tép sam đỏ, dung thanh tay min, lê thanh tay min, có phân của vịt nữa này, cốt quế tốt đỏ, có phân của vịt nữa này chị, ngọc khanh đỏ, phân của vịt là cái sam y chang cái tên hoặc cái mùng lụa hết thì chắc chưa. Liên An vàng rêu 2 áo. Trung Thanh vàng rêu. Tôm tép sam vàng rêu. Anh Bùi vàng rêu 2 áo. Tôm tép sam xanh cổ vịt. Bếp Nguyễn xanh cổ vịt 2 áo. Trang Nguyễn đỏ xếp. Phan Nguyên vàng rêu. Xương Trần xanh cổ vịt, Trung Thanh xanh cổ vịt, Trâm Anh Nguyễn Thi xanh cổ vịt, Tâm Lê xanh cổ vịt, Phương Liên xanh cổ vịt, giá cho em có 90.000 một áo thôi các chị ơi, giá cho em có 90 thôi chị nào lấy. Liên Nguyễn xanh cổ vịt. Em đọc lại màu cho các chị nha. Màu 48 là màu ruốc. Màu 34 là màu vàng đồng. Màu 80 là màu cổ. Màu 35 là màu xám. Đỏ. Vàng rêu. Xăm min. Xăm cổ vịt. Kiều An xanh cổ vịt. Trang Nguyễn vàng rêu và xanh cổ vịt. Phương Hoài xanh cổ vịt. Tôm tép xám xám. Xám là màu 35 đó. Đây này chị, màu xám và màu vàng. Nói chung là lấy mỗi màu một áo đi chị ơi, màu nào cũng đẹp hết á. Em thấy màu nào cũng đẹp hết á. Lê Hằng 3 năm xếp. Mỹ Hạnh vàng rêu. Dung Lê xanh cổ vịt. Tâm Đan xanh cổ vịt. Này, màu này màu cốm này chị. Nhật Linh Nguyễn Huỳnh xám. Lê Thanh xám. Phương Phương xám. Tôm tép xám cốm. Đấy, ông trời lại đang. Anh Phan Bàn Rêu mưa rồi kìa. Trần Phúc Thế xanh cổ vịt. Nguyễn cốm 2 áo. Sao người cái màu ruốc ấy chị con tiếp xem thôi. Lấy đủ màu đi chị. Lấy đủ màu anh đi kim chị cốm. Màu nào cũng đẹp nhưng quan trọng là chắc phải rất là đẹp luôn. Này cái màu ruốc này sang quá trời có đất luôn này. Chưa. Màu này là màu 48 đó chị. Ở ngoài đẹp lắm. May nguyên bộ cũng được mà các anh chị Phan ơi. Cốm. Kiều An cốm. Màu này là màu màu ruốc á, hay gọi là màu 48. Tôm tép xanh ạ. Hồi nãy là có mấy màu. Có màu ruốc mà chưa bỏ vô vàng đồng, chưa bỏ vô bỏ cho các chị tôm tép xanh. Màu này cũng là vàng đồng. Nói chung là ở đây có 500 chị, mỗi chị mua cho em mỗi màu một áo là được rồi, không có cần phải bán nhiều luôn, các chị là em hết hàng luôn á. Này một cốm này. Em dám cam đoan với các chị một câu là các chị nhận vải của em là khác vải của mọi người luôn. Mềm. Nguyễn Ngọc mềm, 48. Siêu mềm Điều luôn. Đoan 2 áo 48. Tô Nga Trần Thi 48. Hàng của em là đúng chuẩn hàng loại 1 luôn á. Bếp Nguyễn 48 2 áo. Anh Phan Đỏ. May mấy cái bộ này mà mặc ở nhà mùa này em nói với các chị nhìn các chị không sang chặt nữa thì thôi luôn á. Phan Huyền Chim 482 áo. Không Trâm sang chặt nữa thì thôi luôn á. Lê Thanh cốm. Xám khét thuốc khét nha.
đèn đồng đó. Hồ Thị Thu Hương Phúc. Màu vàng đồng nó khác với màu vàng rêu nha chị. Đàm Phường 48, Hoàng Tuyết 48. Hai màu này là hoàn toàn khác nhau luôn. Đấy chưa? Quá trời quá đất đẹp luôn. Mềm phải nói là mềm như bún luôn đấy các chị. Và lại có độ co giãn thoải mái nữa chứ. Đấy, các chị lấy màu nào thì các chị lấy nha. Theo mỗi màu áo đằng sau cho các chị nói nha. Đó. Không, để em lại đi. Để cho chị có mắt thôi. Đỏ nè. Em có đỏ này. Đấy. Các chị lấy màu nào, các chị lấy chỗ này. Đây thay vàng rêu. Các chị ơi, chỗ này có 500 chị. Mỗi chị mua đủ màu cái rồi là nghỉ được rồi đó. Các chị đâu cần phải lấy màu. Nó cần phải bán nhiều đâu, đúng không? Cái gì? Để ba là chiều bố bỏ một cái thật cẩn vậy cả mấy. Em lên. Em đâu có xanh đen đâu chị. Có xanh cổ vịt thôi, có xanh đen chế ơi. Xanh đen đợt trước dạ, hết rồi. Dạ 90 ngàn một áo nha chị ơi. Có xanh đen lớn vàng đó nhưng mà đợt nhưng mà hết rồi chị. Bảy con là chị tôm kép sáng. Bon hả? Ôi trời ơi, bữa nào chị đi một chuyến Sài Gòn lên nhà em đi. Chị đi xe lên đi, xong rồi em cho chồng em chở chị về. Miễn sao là chị mua cho em đủ số lượng trăm áo, chị về em chở về đến tận nhà giống chị Loan ngày hôm qua luôn. Hai phút gia đình xanh cổ vịt hai áo. Xong rồi lại còn phải đi ăn uống nữa này. Đó, thấy chưa? Hôm qua là em gặp một chị mà các chị biết là đợt vừa rồi ở trên mạng ấy là họ nổi tiếng về những cái món ăn mà gọi là đắt đỏ nhất cả nước Việt Nam mình là ở ngoài Ninh Bình đấy các chị nhớ không? Đấy là có một chị khác đấy là chị mua mối của nhà em, chị phải bay từ ở ngoài đấy vào trong đây để mà chị thứ nhất là có những vấn đề mà chị may áo dài, chị muốn biết được là tại sao trong đây may áo dài nó có những cái nét như thế nào đó, chị muốn bổ sung vào cho cái kiến thức của chị. Thứ hai nữa là chị muốn vào đây để mà sẽ xem trực tiếp cái shop của em để mà chị có thể liên hệ và làm ăn lâu dài với em về những cái đơn hàng mà chị muốn mua những cái đơn hàng cao cấp. Tại vì thực tế nhìn ở trên mạng thì thấy trời cái số túi nó nhỏ xíu à. Nhưng mà khi đến là đi bay bay từ Ninh Bình vào tới vào Sài Gòn, xong từ Sài Gòn lên nhà em là tối ngày hôm thứ bảy, xong hôm qua ở lại đi chơi, đi ghé shop của em rồi đi ăn uống xong là em cho chồng em trở về Sài Gòn để ngày mai lên máy bay về lại Ninh Bình các chị ơi. Đó, em có bọc đỏ màu đó, các chị nhìn kỹ cho em nha. Bọc lại thêm lần nữa cho mấy chế này. Mỗi người mỗi chị mua cho em mỗi đủ màu đi là được rồi, khỏi cần bán vải khác đấy các chị. Khỏi cần bán vải khác, em có ruốc này. Cốm, đỏ, xám, xanh cổ vịt, xanh min, vàng rêu và vàng đồng. Thiếu vàng đồng nhỏ ơi. 2, 4, 6, đúng 8 màu các chị ơi, mỗi chị mua cho em đủ màu là được rồi. Các chị ơi, 5 x 9 mới có 720 ngàn. 20 ngàn tiền phí là mới có 740 ngàn thôi mà các chị mặc cho em 5 năm. Ok chưa? Đấy là tổng có 8 màu đó các chị. Chị nào lấy màu nào thì các chị đã chốt rồi thì các chị bổ sung thêm thôi. Thêm qua nhuộm xanh cổ vịt. Dương Ngọc xanh cổ vịt. Và nếu vàng rêu và xanh cổ vịt. Vàng rêu xanh cổ vịt cho lên đây cho chế nào. Đấy các chị lấy đi các chị ơi. Coi như hôm nay các chị mua về các chị may, một là để dàn may, hai là đi tặng, ba là may đồ bộ, bốn là may sơ mi, năm là may đầm. Đấy, may áo dài thì các chị lấy hai áo đi, các chị may nguyên bộ cho em. Khỏi cần mặc vải trơn các chị ơi. Đẹp xuất sắc cuộc đời luôn. Vàng rêu đúng không? Có chưa? Đó giá có 90 ngàn một áo 2m khổ 1m6 thôi đó các chị ơi. Lấy màu nào thì chốt đơn màu đó cho em.
Ví dụ như các chị mua một lốc một ba áo về, người này chị kia thấy đẹp quá, thôi em tặng chị cái thì có 90.000 tú nó bán, nhưng mà phải công nhận đẹp thật. Đó. Nhiều khi các chị đưa cho người ta cái áo 5-700 ngàn triệu bạc mà người ta không thích bằng cái vải áo mà người ta thích cho các chị ơi. Lấy màu nào nữa thì chốt đơn màu đó cho em có tổng là 8 màu nha. Em có tổng là 8 màu đó các chị. Và nhớ nha, mua sau like là bên em không có hỗ trợ giá này cho mình đâu. Sau like là bên em bán cho các chị giá 100 ngàn áo đó các chị ơi. Liên An cốm 2 áo, Hoàng Tuyết cốm 2 áo. Đây. Là còn bằng này thôi đúng không? Đây, nhìn kỹ cho em này. Màu nâu em còn có 2 áo thôi. Ai lấy nhanh thì còn, chậm thì hết này. Nâu cho em giá 90 ngàn một áo thôi. Chị nào lấy nâu thì các chị chốt nâu cho em. Thay lan đạn thay khổ thì. Và màu này nó gọi là màu hồng. Tại áo mẫu mặc bên em không chốt đơn nha chị ơi. Màu này là màu hồng nút. Đấy, em còn đúng 2 áo thôi. Ai lấy thì lấy luôn nha. Thay nguyên đâu? Một thôi, hết luôn. Anna Nhung đâu? Thay nguyên xanh cổ vịt. Còn 2 nâu nữa không ạ? Còn 2 nâu nữa. Quần áo xanh cổ vịt. Dung thay đâu? Còn 1. Thiên qua nhuộn đâu? Xanh hồng nút. Lê Thanh hồng nút. Cẩm Huyền xanh lin 2 áo. Giang Nguyễn thêm xanh cổ vịt. Trần Thị Bích Đào hồng nút. Một áo xanh cổ vịt. Liên An thêm đỏ. Hoài Tuyết. Bốn tám là một đuốc. Hoài Tuyết 48. Liên Hải xanh cổ vịt. Văn Phạm vàng đồng. Vàng đồng của chị đẹp lắm luôn. Đâu em hết rồi chị. Tuyết Nguyên đỏ và hồng đuốc. Ô quên chín đuốc. Hồng đuốc là này đúng không? Ừ. Đỏ với họ với thuốc. Anh Phan vàng đồng. Em không cần phải bán cho các chị nhiều, mà em chỉ cần bán cho các chị như vậy thôi là các chị mua là đủ rồi. Nguyễn Phương thuốc. Con tim xanh cổ vịt và tím thuốc. Ủa, nhưng mà sáng nay mình đóng hàng cho chị Thảo có đóng cái lô màu trơn ở đây không? Lô màu trơn ngày hôm qua em kia hôm thứ bảy nữa. Em cái này. Thấy đen quất đây này phải không? Trang Bùi xanh cổ vịt. Em không có màu đâu má chị ơi. Râu má hả? Mình có râu má thế. Mình có màu râu má. Râu má là chỉ có cái tròn tròn như chị mặc thôi. Mà hết rồi. Không phải là như vậy này. Chị muốn đủ màu như con bữa. Chị muốn đủ màu sao kia thì không đủ màu những màu mà. Thiếu hôm đó hôm qua là lựa đủ màu rồi đó. Bây giờ chỉ còn thiếu màu gì cắt trên kho thôi nè. À. Không phải đáng ra. Nhung Nguyễn vàng rêu và ruốc. Đây, các chị có thấy nó dễ thương không? Các chị ơi, các chị có thấy nó dễ thương không? Hàng nhập đấy. Giá chỉ có 100 ngàn một áo thôi. Dễ thương chưa? Cho em 85, giá cho em 100. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 85 cho em luôn nha các chị nha. Xin lỗi với các chị, chứ các chị nhận vải này của em là siêu giá trị đấy. Đấy, trời mưa rồi, thấy chưa? Để bên em kiểm tra này cho chị Kim Liên Phạm ạ.
đẹp chưa? 85 cho em. Chất này là đúng cái chất lụa chấm bi mà đợt trước em bán các chị giá 150.000 một áo ấy. Hàng chuẩn, hàng nhập nhá. Dinh Phu 85, Eva Huỳnh 85, 8 áo. Có 47 áo ạ. Chị nào lấy thì các chị chốt Thanh Thảo 85, Trần Thị Bích Đào 85, Trang Thi Lê 85, Mai Hoa 85, Ngọc Ánh Nguyễn 85, Mỹ Dung 85, Phạm Lệ 85, Tuyết Trần 85, Thanh Nguyễn Giang 85, Đông Thanh Nguyên 85. Tám mươi lăm cho em giá 100 các chị ơi. Đàm Mai 85. Chị Eva Quỳnh ơi, chị lấy đại 10 áo, 20 áo đi. Thật sự là nó đẹp lắm 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 luôn đó. 85. Không có cần phải bàn cãi gì đâu. Đẹp tuyệt vời và chỉ có đúng một Anh Phan Sai Mi 1 áo. Còn bao nhiêu nữa? Hoàng Mai 85, Hoa Đinh 85, Kim Hoa Nguyễn 85. Không có còn cái mấy cái hàng thiết kế kia nhiều nữa. Còn bao nhiêu nữa? Dương Phạm Thị Kim 85. Mai mốt muốn mua những cái hoa văn này là nó khó lắm luôn. Tại vì thật sự là mùa này nó cũng chậm thật, chứ không phải là không. Chứ nếu mà mùa đắt hàng mà cái này thì em bán trong vòng 30 giây. Thái Lan Đạt 85, Kim Thi 85, Bùi Thanh Hà 85, Hoàng Huệ 85. Có 100.000 một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 85. Và Biến Nhi 85. Chị nhận ở ngoài là các chị hết hồn vải nghe em liền á. Bảo ủa, tôi có bán lộn giá. Tôi không có bán lộn đâu các chị. Nhà tôi không có chương trình quảng cáo và PA nhiều đâu các chị ơi. PA nhiều thì tất nhiên phải bỏ chi phí. Chi phí thì là đúng vào tiền của các chị đấy. Eva Huỳnh 85 thêm 2 áo nữa. Cho chị xem nào. Chị Nhật ở ngoài đi rồi mai mốt muốn mua những cái chất này là chị có. Nói chung là mua bằng niềm tin ấy. Các chị mua online là mua bằng niềm tin đó các chị. Bản thân em mua hàng vậy đó. Em mua cái túi 3.000, 5.000, em mua cái đồng hồ 20.000 em cũng mua bằng niềm tin luôn rồi các chị ơi. Chứ đâu có thời gian đi mò mua đâu. 25 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 25 cho em. Giá cho em 100.000 một áo thôi các chị ơi. Nguyễn Sa 85, quá trời quá đất đẹp luôn. Hồng Anna 25, 25 có vậy chứ em. Nguyễn Ngọc 25, Anh Phan 25, Bí Ngô 25, Nguyễn Hương 25, Bùi Thanh Hà 25, Hoa Trần 85 2 áo. Vân Nguyễn 85, Vân Nguyễn 25, Trần Tốn 25, Oanh Kim 25. Đẹp xuất sắc luôn. Khi nào lấy thì các chị chốt 25 cho em. Hải Nguyễn 85 và vàng rêu. Cho em giá 100 nha. Hải Yến Phạm 85 và 25. 85 và 25 cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì chốt cho em. Đưa cho chị cái mẫu này. Cực kỳ đẹp, đẹp luôn ạ. Nhìn những mà mình bán mình tủ thân ấy mà. Nhưng mà thôi kệ đi. Chú ban cho mình như vậy là mình cảm thấy là mình cảm ơn rất là nhiều rồi. Hơn vạn người nhưng mà cũng không bằng nhìn cũng không bằng ai nhưng cũng không thể nào có ai bằng mình. Đấy, cho nên thôi thì mình bằng lòng với mình vậy thôi. Tiền nhiều quá để làm gì đúng không chị? 23 cho em. 23 cho em nha các chị nha. Tôi thì nhân cái dịp này thì ở nhà dưỡng da đi để mệt và đi đám cưới.
23 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em, giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. An Lam Mỹ Niên 23. 23 cho em giá 100 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em luôn nha các chị nha. Hàng của em là chuẩn hàng Bên Khôi 232 áo, Tiffany 232 áo. Không phải là hàng ép Việt Nam in cho nên các chị mặc là siêu đẹp. Nga Thị 23, Nguyễn Hằng 23, Nguyễn Vân 23, Mỹ Hằng 23. Đấy. 9. Trần Thị Nhài 23, Lê Phương Dương 23, 23 cho em giá 100. Đỗ Phương 23, 2 áo Linh Trà 23, Phạm Yến Nhi 23 và 85. Cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em, giá cho em là 100.000. Chỗ này chị ơi, ở ngoài của nó đẹp cực kỳ. Chốt đơn cho em giá cũng 100 luôn. Em nói các chị là nhà em là gọi là siêu hoa nhí, các loại hoa bê hẳn một cái chợ, vừa chợ Tân Bình vừa chợ Xoái Cần Lâm, và có những cái brand mà nó bán hàng thiết kế nhà em bê về bán các chị hết. 16 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 16 cho em luôn, giá cho em là 100. Nguyễn Phương 23. Chị cầm cái này cứ mỗi màu thì em treo khoảng 20 áo thôi, treo 30 mẫu là bán xỉ ngang luôn. Không cần phải bán thiết kế nhiều. Thiết kế là lâu lâu có khắp, với lại đa số mùa này đang đóng mới. Bùi Thanh Hà 16, Anna Mỹ Liên 16, Nguyễn Thủy 16, Kim Thi 16. 16 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 16 cho em. Phạm Ngọc Duyên 16, Nguyễn Kim Liên 16. Coi như mùa này nó vắng á, nó ế các chị. Em bán mà đủ tiền nuôi tụi nó là được. Mà tụi nó còn làm không tốt nữa thôi em chị. Hồng Anna 85. 16 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 16 cho em, giá cho em là 100.000 mà có các chị ơi. Chị lấy mẫu này đi, lấy mẫu này đi chị. Đẹp cực kỳ, các chị tin em đi, các chị mặc ở ngoài xinh lắm. Giá chỉ có 100 thôi. Thủy 16, Trần Tâm 16. Đây các chị lấy mẫu này cho em. Đô gấm 23. Em có đi may đó các chị. Em mới mang đi may phong xong. 63 cho em, giá có 100 thôi. Quần đen này xuất sắc. Phạm Thị Ngọc Bích 632 áo, Phạm Ngọc Duyên 63, Nam Thiệu 63, Cathy Lê 63, Uyên Nhã 63, Bùi Thanh Hà 63, Hoa Ngọc 63, Phương Uyên 63. Đúng rồi, 63 là lụa mango chị em ơi. Huỳnh ơi, 63 là lụa mango đấy chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 63. Nam Lâm 63. Nhưng mà đẹp lắm chị ơi. Cathy Lê 16. Ở ngoài rất là đẹp. Hồi đấy có 2 mẫu 23 và 25 mới đẹp chị nha. Cô Huỳnh chưa lấy chị. Đây các chị thích Lê Thị 563, Như Quỳnh 63, Đặng Mai 63, Nam Đỗ 63, Thảo Trần 63, Hoàng Gia Nhi 63, Hoa Đào 63. Còn cái này mà bị thiếu á thì nói xe nó cắt nhá. Thì ở trên nhà nó còn khoảng 15 áo nữa. Vừa rồi nó còn bao nhiêu chị gom hết. Nguyễn Thị Thúy 63, Lê Diễm Phan 63. Khách hàng đến nhà em là những khách hàng thông thái, khách hàng đã mua quá nhiều rồi và khách hàng đã nhận được rất là nhiều bài học rồi. 55 cho em luôn, đây là lụa nha chị ơi, không phải mango nha, đẹp cực kỳ, y chang như hàng thiết kế luôn, mà giá còn 100.000 mà còn không xuất được chị nha chị. 55 cho em giá 100 thì nói chị cái chốt 55 cho em tổng. Trang Nguyễn 63.
63. Tuyết trần 55. Cho em các chị ơi. Chị Bích Nguyên say nhí là lụa măng gồ. Mai Kiều 55. Dạ đúng rồi chị em ơi, Huỳnh giống lại hồi nãy. Cao Thắm Hoàng 55. Mẫu này có màu nhí nâu đẹp lắm. Em ơi Huỳnh 558 áo. Với nhí nâu ở đây cho chị. Có màu nâu, nhà em gọi là chín nâu. Chị xinh lắm. Đúng rồi, mưa. Nắng mới là nắng, cháy da cháy thịt xong rồi giờ tới mưa. Năm nay là ta nói là sầu riêng này, điều này, các kiểu ta rất là rụng sắc. Không còn được tẹo nào luôn á. Mẹ đi xin đi làm cũng vậy, các chị phải nghe nào, người ta trụ nổi cái tháng này chứ cỡ Phương Lâm em mà đi xin việc thì họ lắc đầu. Trời ơi, chân thị thường 5 năm. Bé ngày được có 3-4 người kiếm nhân viên về ấy à, nuôi cơm à. Trời ơi, cho em nhí nâu nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nâu cho em. Đến công ty kia còn phải, hồi trước là còn tăng ca, bây giờ là chia ra là duy trì là một tuần á, một người làm có 3 ngày. Ngày làm ngày nghỉ, ngày làm ngày nghỉ đấy. Đấy, em bao hình nhí nâu 8 áo. Nam Thiểu nhí nâu, Nga Thị nhí nâu. Ca Thi Lê nhí nâu. Phương Bình Lê nhí nâu. Đỗ Thị Gắn nhí nâu. Nhí nâu cho em thì em Phan Thái Lê thì nhí nâu. Lê Vi Ngô nhí nâu. Phong Thị Thắng hai áo nhí nâu. Áo dài luôn đi nhí nâu. Nhí nâu cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nâu cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí nâu cho em nha các tình yêu ơi. Còn chị nào lấy thì các chị chốt nhí nâu cho em. Uyên Ngọc nhí nâu. Trần Thị Nhài nhí nâu. Em đưa cái mũ cốm đi cho chị. Đỗ Thị Gấm xám 90. Được. Chất này là chất lụa mango nha các chị nha. Chốt đơn cho em giá cũng 100 luôn. Chốt đơn cho em giá cũng 100 luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 96 cho em luôn. Cho em 44 luôn, chị nào lấy thì
các chị chốt 44 cho em luôn. Giá cho em là 100.000. Dung Thanh 44, Trần Tố Nga 44, Thành Đạt 44, Cẩm Huyền Thanh Minh thêm một áo nữa, Dương Ngọc 44. 44 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 44 cho em. Mẫu này em có mặc được không? Em có mặc một lần rồi đó các chị. Cho em 54 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 54 cho em. Uyên Ngọc 44. Cảm ơn. Hoàn toàn đa số chỉ có nền đen là nhiều nhất các chị ơi. Ở bên kia nó còn mấy cái màu xanh của vịt với mấy cái màu nâu của bông chân mango của em, đưa qua đây cho chị luôn đi thôi nào. Lan 544. Mấy mẫu mới này. 54 cho em luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 54 cho em luôn. Giá cho em có 100.000 áo thôi các chị ơi. Màu nâu ở phía trong này cũng nâu với xanh của vịt đó. Ở phía ngay ngoài đó còn mà 2-3 cái áo nâu nữa đó. Phía cắt đó mấy cái. Giá cho em 100.000 một áo hết nha các chị ơi. Cứ bán 100.000 áo cho các chị đi khỏi cần phải hỏi giá luôn. Cho em số 10 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em luôn. Giá cho em 100.000 luôn nha các chị. Cái mẫu này còn không ạ? Mẫu này chị thấy chị ở đây ghi một bịch luôn. Cái màu ngoài á. Đó. Cái bông chân mà cái màu giá 100.000. Anh Phan số 10, Thủy Thủy số 10. Nó lấy sau đi mấy đứa ơi. Cứ lấy sau đi cho cái chị có nhìn. Đây riêng cái này là cái màu xanh của vịt này nè. Đây cũng là chất loại vải lụa mango luôn. Mà cái lô này dưới chợ là nó hết sạch sẽ luôn đấy các chị. Giá em chốt đơn các chị có 100.000 cho em 28 nha. Chỉ có đúng lô này là có được nhiều màu thôi, còn đa số toàn nền đen thôi. 28 em còn 2 áo, chị nào lấy thì các chị chốt 28 thì. Còn màu này vài áo mẫu hàng bên nâu. Em không chốt đơn nha chị ơi. Em có 70 luôn, em còn khoảng 50 áo nữa là hết luôn. Nguyên lô này nó có 78 màu á. Dung Thanh 28, Mai Kiều 28, Hàng Vân số 10. 70 đúng không? Đúng 5 áo. Mùa này thì còn nhiều người các chị. Ba mươi ba. Dung Thanh 70. Đó là chưa được. Dung Thanh 33. Thuệ Phạm 33. Màu này đẹp mà. Màu này các chị phối với lại quần màu xanh mà hôm nay em bán các chị á, xanh gồ ấy đẹp mà. Mặc màu này hơi bị sáng da luôn ấy, còn không thì cứ mặc quần đen thôi, dễ mặc vô cùng luôn ấy. 33 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 33 cho em nha các chị nha. Dạ ok chị Hiền Trần. Đây.
nhà em nhiều hàng lắm, tất cả những cái gì ở dưới chợ đều có hết, có điều là không có thời gian để bán nhiều thôi. Cho em 86 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 86 cho em luôn, giá cho em cũng 100.000 một áo luôn các chị ơi. Tuyên 96 hai áo. Có tiền 33. Anh Phan 33, Mộc Tuyết 86, Huệ Phạm 86, Anh Phan 86, Dung Thanh 86, Phương Lê 33. Hoa Nông 86. Hoa Ngọc 86. Các chị có nhớ cái mẫu mà đợt trước em mặc mà giá 150.000 một áo không? Hôm nay có màu này. Hôm qua mới đi lễ mặc cái áo này. Nguyễn Trinh 86. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 61 cho em. Không, phía ngoài này này, xét cái màu xanh min hoa nhí ấy Phan ơi, ngay chỗ cái hàng bắt lên á. Ờ. Hàng này lúc nào giá cũng 150 mà. Trung Thanh 61, Thủy Nha 61, Anna Mỹ Liên 61. Giá cho em là 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 61 cho em. Hoa Trần 61. Ờ. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là lập thể. Giá cho em 100.000 một áo, chắc phải được mang đồ các chị ơi. Mùa này mà cỡ em mà còn đang là em hả ngáp ngoái đây, còn mấy cái quà bán vào ít ít em nói với các chị không đủ tiền phải duy trì luôn á. Nguyên trả tiền máy lạnh không là không điên luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em, giá cho em 100 luôn các chị ơi. Lập thể cho em giá 100 nha các chị nha. Em có về cho các chị lụa 4D mà hoa mới ấy, nhưng mà nó cũng chỉ có những màu đó thôi. Ví dụ như là màu xanh cổ vịt với màu tím thuốc với màu trắng với màu hồng tím. Hoa mới nha các chị nha. Đưa chị cái xăm cổ vịt mấy cái đó. Giá cho em là 200.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chừng ơi xin lỗi. Lập thể cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em. Chờ cái màu đậu phộng đẹp quá. Vũ Thủy lập thể để lưu chung cái đơn này. Nguyễn lập thể, Nguyễn Trinh lập thể, áo dài đẹp lập thể, bỏ cái đèn thêm ra, Đỗ Đạt lập thể, Hoàng Thùy lập thể, Kim Lan Cát lập thể, lập thể cho em giá 100 thì nào lấy cái chị chốt lập thể cho em. Em có thể là hoa phải công nhận với các chị là đầu tiên đấy em làm nó chưa nó đẹp là vì ở bên nhà máy của em họ ép thử nó chưa có đẹp.
Về sau này em tự tin các chị luôn là nếu mà chị nào đợt nhận hàng đợt đầu tiên của nhà em á thì các chị sẽ thấy là không đẹp. Nhưng mà dám tự tin với các chị một câu luôn là từ đợt thứ hai đổ đi các chị nhận ở ngoài rất là đẹp. Màu xanh cổ vịt này các chị, hoa mới luôn nha các chị nha. Hoa này là mới thể. Mới toàn xà toàn luôn. 200.000 một áo. Cho em 71, chị nào lấy thì các chị chốt 71 cho em. Riêng hoa này nhà em mới về cho các chị màu trắng kem nha. Riêng hoa này em làm cho các chị màu trắng kem. Hoa này đẹp, tiêu xuất sắc. 71 cho em, giá 200.000 một áo. Chắc phải là lụa 4D. Riêng hoa này là có về trắng kem. Nhiều khách mối họ trắng kem mới đóng cho họ. Đẹp cực kỳ. Nguyễn Trinh 71 tha Nguyễn 71. 71 cho em, giá 200 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 71 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 200.000 một áo các chị ơi. Dung Thanh 71. Trắng kem đó các chị. Còn đợt trước em bán các chị toàn trắng tinh thôi. Thì các chị chốt 271. Các chị ơi 200.000. Đây thì Thúy Hương 71. Viên Nguyên 71. 71 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 71 cho em nha. Giá cho em là 200.000. Lê Diễm Phan 71. Các chị trắng thêm. Trắng kem là mã số 49. Hợp Nguyễn 71. Trắng kem là mã số 49 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 49 cho em. Đặc biệt em vẫn thường nhắc với các chị là riêng máy quay nhà em không có lên được màu trắng, cho nên các chị sẽ không nhìn thấy hoa. Nhưng mà đặc biệt luôn là nhận là sẽ giống y chang cái hoa của lô mã số 71 vừa rồi luôn. Vì hàng này em mới về. Nói chung là hàng mới giao cho em sáng nay thôi các chị. Phan Thị Ngọc Bích 492 áo. Nguyễn Xuân Lan 49. Đưa 49 thôi cho chị. Lê Vi Ngô 49. Phan Tuy 49. Trần Thị Nhài 49. Cho em giá 200.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 49 cho em. Và có màu ruốc nữa. Đưa màu ruốc cho các chị. Màu ruốc của hoa đó đấy. Y chang nha các chị nha. Đúng là các chị nhận hàng của nhà em đợt đầu tiên ấy, em ép chưa có quen đấy. Bên nhà máy của em họ ép chưa có quen cho nên chưa có đẹp. Còn tôi riêng đợt thứ hai dám tự tin với các chị một câu, mua thử lại một lần này là hết nước chấm luôn. Giá cho em là 200.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em luôn. Dương Thanh 49. Quá trời quá đất đẹp luôn. À, lắm. Trời ơi cái màu da cà phê đẹp thế. 89 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em các chị ơi. Phan Thị Ngọc Bích 89. Dương Thanh 89. Diễm Phan 89. Hai trăm ngàn một áo nha. Lan Đỗ 89. Lan Đỗ là 49. Chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em. Lưu Loan 89. Hỏi bỏ. Các chị nhìn kỹ cho em nha. Giá cho em là 200 nha các chị
nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em. Lấy một áo 49 đúng không? Đưa cho chị cái màu da cà phê đấy lên. Thay đổi cho khi mỗi màu một áo đi. Cứ hàng mới về cứ gửi cho nó, muốn bán lúc nào nó bán khỏi thì họ. Áo mẫu mặc bên em không chốt đơn nha các chị ơi, em mới về mẫu này đấy. Màu này cũng mới luôn. Trời ơi, nó đẹp. Chị cơm thì tháng chốt đơn, chị vui lòng comment với em mã số và số điện thoại nha chị ơi. Cho các chị xem. Cái màu này nó sang cực kỳ luôn á. Quá trời quá đất luôn, 78 cho em luôn các chị ơi. Lá này mà may xong thiết kế lại là hết nước chấm. Dương Thanh 78. 78 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 78 cho em. Nguyễn Xuân Lan 78. Kim Thanh 78, Lan Đấu 78, Kim Tha Nguyễn 78. Giá cho em là 200 nha các chị nha. Cái gì mà cứ ngó ngang ngó dọc vậy hả? Hoa Trần 78. Mà cứ ngó ngang ngó dọc, cái nó cứ nhổ lên nhổ xuống, biết là cái gì luôn ấy. Thì biết là chốt đồng phục thì người ta mang ra, người ta lấy trước đi, hoặc nhờ một đứa này nó để riêng ra. Mày toàn có cái tập như vậy thôi. Kinh quá. Cái hàng cứ nhấp nhé, nhấp nhỏ, nhấp nhé, nhấp nhỏ. Ừ, đây là để riêng áo này ra cho chị. Tuyết Mai Trần Thi 78 đi cũng được. Không. Gọi là tụi mày là tụi, tất cả tụi mày trong nhà này là gọi là nước đến đít của cái lo chạy ấy. Không bao giờ mà chịu làm cái gì trước bao giờ nữa. Cho em 39 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 39 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo các chị ơi. Cái màu hồng tím này sao mà nó đẹp thế này. Mặt đất là đặc biệt là đơn hàng đồng phục. Các bạn đơn hàng khác đi. Riêng nó ra trước đi. Tí là sau cũng được. Không. 39 cho em giá 200 nha các chị nha. Chị nào lấy em thì các Huỳnh, chị chốt 39 cho áo. Em Thanh 39. Mới đi chị. Nói chung là các chị biết hàng này mà em vẫn nói mà tư duy ngay từ ban đầu hàng này em về em hỗ trợ cho những chị khách quen của em. Các chị nếu thật sự có nhu cầu mua hàng Kim này Thang để Nguyễn bán, 39. Thì Trang em hỗ Nguyễn trợ 39. Để giá cho mình bán. Đưa 39 cho chị này. Còn không có lời hàng này đâu các chị. Em đưa cho các chị cái giá đấy là các chị thấy là quá chuẩn. Thu Hà 39. Không? 39 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 39 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo nha các chị nha. Đưa màu ấy cho chị nào. Toàn là những màu và nó là siêu siêu sang không ấy. Này các chị thấy con bé này nó đen đen và nó mặc cái màu này còn đẹp luôn chứ đừng nói tới các chị mặc áo dài. Giá cho em là 200 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em. Toàn là mẫu đẹp không. Jenny Nguyễn 12, Dung Thanh 12, Thu Hà 12,
tím á, với màu rêu đen ở ngoài kia. Đợt trước của em kia thì mới cắt một ít mang ra đây ấy, mang ra đây cho mấy chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em nha, ghé cho em là 200.000 một em. Chị nào có nhu cầu mua hàng này để bán á, gọi là mua hệ thủy ấy, thì các chị liên hệ một số duy nhất trên từ Facebook nhà em có cốt ấy. Chốt đó là bạn Nhung sẽ chuyên làm cho các chị hàng khách sỉ. Và giá của các chị nếu chốt số lượng nó sẽ có một cái giá rất là tốt. Bên em có hỗ trợ hàng này cho các chị nha. Cho em 12, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em. 200.000 một áo các chị ơi. Rồi tiếp luôn, đưa cho chị màu xăm lá ra đây luôn đi. Tím than, rồi nói chung là nhiều màu lắm, mấy chục màu trong bảng màu của nó luôn á. Nhưng mà nếu mà để mà phải vết qua một chất khác cho các chị ấy thì các chị làm không nổi đâu, vì nó không có cho mình làm số dạ, okay, ít chị áo là nhiều lắm. Hoa này cũng là một trong những hoa mới của nhà em luôn. Màu này của em ở ngoài là màu xanh khánh vân nha. Cho em mã số 68, chị nào lấy thì các chị chốt 68 cho em. Mỗi màu các chị vui lòng, nếu mà là các chị lấy số lượng thì mỗi màu các chị lấy cho em từ 3 cho tới 5 áo. Tiêu chí là khoảng chừng 10 màu cho tới 15 màu thì bên em sẽ có giá siêu tốt cho các chị. Dung Lan 68 nha. Giá này em cho chị đến 68. Chợ sỉ chị cũng không có làm được giá này đâu chị. 68 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 68 cho em. Nhà em ép cho các chị là 3 hoa nha. Nhà em ép 3 hoa cho các chị. Vâng, thì Ngọc Bích 68 2 áo. Và mặt trong nhà em là ép hoa nổi có luôn, chứ không chỉ ép một mặt ở phía ngoài đâu các chị ơi. 68 cho em. Quế Xuân Lan 68. 68 cho em nha. $200.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 68 cho em. Có màu đen đó chị, màu đen của hoa mới về cũng đẹp lắm. Đưa cái màu đen cho chị. Ồ, lần trước chế may cái áo nào màu đen chưa vậy chị ơi? Chưa may cái áo nào màu đen thì cho chế một áo màu đen đi. Này chị ơi, đẹp quá. 200.000 một áo cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 07 cho em. Hàng này bên em có thể ép cho các chị 68. Lên tất cả các chất vải trừ Thái Tuấn thôi. Nhưng mà làm số lượng lớn lắm, các chị bán nổi đâu. Một màu là phải làm đến cả ngàn mét lắm, không có bán nổi đâu các chị ơi. Chị chưa thấy có màu cam. Màu cam với lại Phan Thị Ngọc Bích 072 áo. Màu hồng mà nhà mình hay 7. Bán là màu 20 giờ 7. Hương Nguyễn 07. Đinh Thị Thúy Hường 07. Màu đen, màu xanh đen. Đen màu cho các chị mua 200.000 một áo cho em nha các chị nha. Tôn Tết Sam 07 2 áo cho chị Tôn Tết Sam và chăm sóc của Dương Lạc. Nhưng mà chọn vé cho chị để chị lấy hàng này. 07 còn. Màu này đẹp này chị. Màu này ở ngoài là bán nhiều nhất. Và em có cả màu hồng, hồng son nữa. Màu này các chị chốt cho em là màu 82. Thu Hà 07. 82 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em. 07 còn nha. Jenny Nguyễn 82. Chị nào lấy thì các chị chốt 82. Bên em có nhận đơn hàng đồng phục hàng này. Các chị mua màu nào mà nếu trên livestream có bán, các chị có thể liên hệ và chốt đơn đồng phục. Một màu em có sẵn khoảng cho các chị từ 100 éo cho tới 200 éo có sẵn, các chị không cần phải đợi nhá. 82 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 82. Ủa, trên 82. Lê Diễm Phan 82. $200.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 82 cho em nha các chị nha. Mộc Liên 82. Quá
trời quá đất đẹp luôn. Em có một vàng cúc. Vàng cúc đó các chị. Cho em 66, chị nào lấy thì các chị chốt 66 cho em. Ê chị chưa thấy tụi mày bỏ đỏ đô ra đấy Than ơi. Đỏ đô với tím cỏ, nói chung là bỏ đủ màu đây cho các chị. Tắt cái điện ở đây lên này chỗ ơi, cho mấy chị nhìn xuống ngoài cho nó rõ. Phạm Thị Ngọc Bích 662 áo, Dung Thanh 66, Nguyễn Thị Thanh Thảo 66, Lê Diễm Phan 66. Không, cái nút ở ngoài đầu tiên thứ hai đã ghi cái gặp rồi. Chèn ơi, mắt cái chặt mũi mấy cái đứa này, thiệt đẹp quá. Trần Nguyên 82, Thu Hà 66, Vui Nguyễn 66. Và bên em có nhận cho các chị hàng ômer luôn. Có nghĩa là cái hoa này nếu có màu trắng, chị thích mã nào bên em có gửi hình cho chị, chị có thể làm số lượng và ép cho các chị thì em lấy công 1 mét in là 30 nghìn. Chị nào lấy thì các chị chốt 66 cho em nha các chị. Giá cho em là 200 nghìn một áo, màu này ở ngoài là đúng chuẩn càng tốt luôn đó các chị ơi. Không thấy ở đây có thông đen, có thông đen chưa? Chưa thấy có thông đen đâu nha. Chị xem chị cũng chưa thấy có luôn nè. Đó, nè, cái màu này nè. Em xin các chị một lần, các chị ơi, ít nhất là các chị phải mặc một màu này cho em. Cho dù da các chị có tối cỡ nào, các chị cũng phải mặc một áo này cho em. Cho em 92, chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em. Rất là sang luôn á. 200 ngàn một áo là giá đã hạ nhiệt lắm luôn rồi đó các chị. Giá gọi là siêu hạ nhiệt rồi đấy. 92 cho em nha các chị nha. Dung Thanh 92, Lê Diễm Phan 92, Dung Phai 92, Vui Nguyễn 92, Như Ngọc 92, Thu Hà 92, Hoa Ngọc 92, Jenny Nguyễn 92. 92 cho em giá 200, chị nào lấy thì các chị chốt 92 cho em nha. Thật sự là cái màu đúng gọi là làm say đắm lòng người. Làm say đắm lòng người. Thôi Nguyễn 92. Cho em 64 luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 64 cho em luôn. Giá cho em là 200 nghìn. Dạ bên em đang giảm giá nha chị ơi. Hoa Nguyễn 92. Ni Chun 64, Dung Thanh 64, Tu Hà 64. Úc Nguyễn 92. Chí Viễn 66. Em lấy cái màu rêu cho tụi nó trước đi.
Cái dưới chăm chị không? Đó. Giá 200 ngàn một áo cho chị ơi. Dung thang 04. Chị nào lấy thì các chị chốt 04 cho em. Giá cho em là 200 một áo nha các chị nha. 200 ngàn một áo các chị ơi. 200 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 04 cho em. Hương Giang Nguyễn 04. Em mặc được chút. Tín dụng bình. Cho em 79 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 79 cho em luôn. Vậy đây mà mình đi lễ. Đi lễ ở Phương Lâm này á, cả tháng nay luôn, nhưng mà chế chưa có thấy một chị nào mà có một cái cô và cô bán chuối ngay đầu đường mà nhà mình hay mua ổ, mua xoài ấy. Cô mua của mình từ hôm trăm Tết mà 250 ngàn một áo, cái áo màu nho mà của chế mà chị Liên Bảo may bị lộn ấy. Có bố một bình cổ hoặc rồi đó, chị kiếm cả chợ, cả nhà thờ Phương Lâm không ai mặc luôn. Oanh Kim 04. 79 cho em nha. Phan Thị Ngọc Bích 79, Lisa Nguyễn 79, Thu Hà 79, Dương Thanh 79, Huy Minh 04. 79 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 79 cho em. Chắc mai chế phải xuyên chế mặc áo này đi để quảng cáo. Tại các chị biết sao mùa này mặc luôn không biết mặc. Em có tím cọc luôn này các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cọc cho em Đang luôn. Đa Nguyễn 79. Nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo. Đúng không các chị? Cái dòng mà bán ế là nó vậy đấy chị ơi. Còn cái dòng mà bán mà gọi là bán nhăm thì chúng nó tập trung ghê lắm. Rồi bán ế mà bắt đầu. Lại thêm con mùa hớn. Nó hoài luôn. Lần nào cũng để ý là nó lên đây. Nó ngồi nghe thì bán hẹn. Nó ngồi hớn hoặc ngồi nghe không? Trời. Mày có làm hàng không vậy? Mày không làm hàng đi nha. Mày ngồi để mày hớn đi nha. Màu đỏ đô này các chị ơi. Nói đại vậy đi, cần gì phải giấu, mùa này ế thật mẹ. Chứ cần gì phải, hơi em bán chọc, chi vậy, màu mè gì vậy, ế nói mẹ ế đi, làm gì mà phải vậy. Đúng không các chị, mùa này bán ế thì nói mẹ bán ế thì nói chị chứ nó màu mè hoa nó cằn lắm, quỷ gì cháu mệt vậy. 26 cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em. Em đâu có đi thi hoa hậu thân thiện hay là em lấy tiếng cho các chị là em là người thân thiện để mà em đi làm người nổi tiếng đâu. Em cũng chỉ là một cô bé bán vải online thôi mà. Số nhà của em là 2120 quốc lộ 20 Phú Lâm Tân Phú Đồng Nai các chị ơi. Hoa đào 26. Cái quê chính hiệu đây cần gì phải mồ mè làm gì cho mệt trời. Cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo các chị ơi. Áo muốn mặc em không có chốt đơn nha chị ơi. Màu em cầm trên tay là màu đỏ đô ấy các chị. Màu em cầm trên tay là màu đỏ đô nha, chuẩn đỏ đô luôn. Các chị nhận ở ngoài là chắc chắn 100% là màu đỏ đô luôn. Huy Minh 26. Nước mắm xe châu 26. Mấy áo đưa mấy đứa ơi. Mấy? Hai. Bé thì nói mẹ bé đế đi, còn màu mè nó phải thơ chứ gì trời.
màu này của em là màu cam cháy này các chị này. Mã cho em là mã 97. Chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em. Em đưa cho chị hai cái màu nổi nhất cuộc đời là màu xanh đọt chuối với lại màu hồng cánh sen tươi ra đây cho mấy chị mua cho nó tươi vui cái con này. 97 cho em luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em luôn nha. Nguyễn Hiếu 26 set. Cho em giá 200, chị nào lấy thì các chị chốt 97 cho em luôn các chị ơi. 200 ngàn một áo nha các chị nha. Do là mùa này vậy nên nó mới có giá 200 ngàn đó chị. Chứ nếu mùa đã phè không có 200 ngàn đâu. Đây em có hai màu này là nổi nhất trong cái dàn hoa khôi của trẻ em là màu xanh đọt chuối. Và màu này, 97. Màu này thì ở ngoài ấy, con bé em nó bán ấy, thì khác gọi là màu hồng cánh sen chị ơi. Nhưng mà nhà em ấy, thì gọi là màu hồng son. Nha. 200 ngàn một áo các chị ơi. Ai lấy thì các chị chốt đỏ chuối cho em. Và chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em. Em thì lại bán hàng này rất là ít bán. Nhưng mà mấy cái gọi là đại lý của em bán hàng này thì tiêu thụ hơi đi nhiều. Chưa gì mà có thấy không biết là đám đắt hàng hay không đắt hàng. Mà sáng thứ hai đầu tuần cho thấy bên vận chuyển nó bê một bao hàng bom về là ta thấy nản lắm luôn rồi đó nha. Phan Thị Ngọc bích hồng cánh sen. Cánh sen đẹp lắm chị ơi, hoa rất là duyên. Xinh lắm. Xinh lắm luôn á. Anh Huỳnh hồng cánh sen hai áo. Thu Hà hồng cánh sen. Dung Thanh hồng cánh sen. Cứ bảo hàng này không có hàng á. Bây giờ nếu thật sự chị nào mà có nhu cầu với một cái lượng tiêu thụ rất là lớn nha, các chị đảm bảo được lấy được một lúc khoảng 300-400 áo. Nếu mà các chị từ Sài Gòn em cho người xuống chở các chị lên nhà em lựa cắt một phát rụt rồi là xong, khỏi cần phải lựa luôn, có sẵn hàng trong nhà giao cho các chị luôn, cho xanh nhà em luôn chuối. Cho chị vô chị lựa màu sắc luôn. Dung Thanh xanh đỏ chuối. Úc Nguyễn hồng cánh sen. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em nha. Hồng cánh sen cho em giá 200. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em và xanh đỏ chuối cho em nha. Còn màu màu hồng sắc pháo. Đưa màu hồng sắc pháo cho chị. Không, màu hồng sắc pháo phía ngoài thì ở đưa đây. Chị nào mà tiêu thụ được nhiều và đặc biệt nữa, các chị có những đầu mối mà người ta lấy, các chị cứ lấy được khoảng chừng 200 áo, 300 áo cho người lên nhà, lên Sài Gòn đón các chị về. Tại vì đường về từ Sài Gòn về nhà em, chồng em chạy có 2 tiếng. Màu này các chị cho em là màu hồng sát pháo nha, không phải hồng cánh sen nha các chị. Hồng cánh sen nó khác hoàn toàn nha các chị ơi. Cho em là hồng sát pháo, chị nào lấy thì các chị chốt hồng sát pháo cho em. Trắng nha, em có trắng kem và trắng tinh luôn các chị. Trắng tinh là trắng tím, trắng ánh tím. Còn trắng kem từ hồi nãy như các chị mặc vẫn là trắng kem nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng sát pháo cho em. Hồng này các chị bán cô dâu rất là đẹp luôn nhá. Phan Thị Ngọc bích hồng sát pháo. 200 ngàn một áo các chị ơi. Có cả hồng dâu rồi hồng cam, rồi cam sữa, rồi trời ơi nhiều lắm, mấy chục màu luôn ấy. Em có cả trắng tinh đây này. Trắng tinh khác với trắng kem nha các chị nha. Trắng tinh là trắng ánh tím giống hàng của Thái Tuấn ấy. Còn trắng kem thì từ hồi nào giờ vẫn là trắng kem nha. Trắng kem là trắng này. Còn trắng này là trắng tinh. Đấy, hai trắng khác. Chào khác nhau được rồi, để chúng tôi live stream khác nhau tí nào luôn. Như ở nhà là nó khác. Thu Hà hồng sáp pháo, Dung Thanh hồng sáp pháo. Ủa hết tí thêm này hả mấy đứa ơi? Hết tí thêm này hả?
Giá cho em là 200 nghìn một áo các chị ơi. Màu này thì em gọi là màu kem sữa này. Kem sữa này các chị. Còn màu này thì em gọi là màu hồng dâu. Nhiều lắm, nhiều màu lắm lắm luôn đó. Đặc biệt những cái màu sáng thì chắc khoảng 2-3 ngày nữa đi coi có phương án nào giải quyết về cái này không. Bắt đầu đi tính được cái giờ hết cắt. Phan Thị Ngọc Bích kem sữa. Chị lấy đủ màu đi chị, mỗi màu áo thôi nè. Cần nhiều đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt kem sữa cho em. Tính xem mẫu này mới chị. Mẫu này là mẫu của áo hoa màu trắng tinh đấy. Trời, công nhận hoa này đẹp. Nức nở lòng người luôn. Xuất sắc. Chưa. Dung thanh trắng tinh. Trắng tinh là hoa này nha chị. Hoa y chang như vậy luôn. Trước nguyên hồng sắc pháo và trắng kem. Phạm Thị Ngọc Bích tím than. Đây là trắng kem này. Đây là trắng tinh này. Đây là trắng hồng sắc pháo. Tím than này. Eva Huỳnh tím than 4 áo. Dung thanh tím than. Giá cho em là 200 ngàn một áo nha chị ơi. Có màu này chị chưa lấy. Đây Hiếu Phan tím than. Đẹp cực kỳ. Thi Nhã trắng tinh. Ngọc Thu Nguyễn tím than. Áo cắt ở trên nhà đi. Màu này mã số nhiêu vậy nhỏ? Phạm Thị Ngọc Bích trắng kem 2 áo. Mã này là mã 78 nha chị ơi. Mã 78 nha chị. Trắng kem 2 áo. Trắng nhắt là trắng gì? Hả? Trắng nhắt là trắng gì? Trắng nhắt là trắng, trắng tinh á. Chi đâu mà dùng cái từ đó không có hoa mỹ tí nào. Em nó thuộc hàng gọi là cái người không hoa mỹ rồi chị còn dùng cho em cái từ trắng nhắt nữa. Người ta còn phải bỏ chất xám đó thì đặt tên cái màu cho các chị để mà bán được giá. Các chị là đặt cho em cái màu trắng nhắt. Trời ơi là trời. Phạm Lan trắng tinh. Đưa hóm xa cho trắng tinh 2 áo. Các chị chẳng thương em gì hết. Em bao hình 78 4 áo. Các chị chẳng thương em gì hết. Đủ chưa? Đủ chưa? Đi đâu mà đặt cái tên Oanh Kim trắng tinh. Của Thái Tuấn, ánh kim với lại Thái Tuấn 230. Thôi, chị mặc trắng kem lo nhìn chứ chị không mặc trắng tinh đâu, trắng tinh nhìn quê lắm. Úi giời ơi, em thấy cái bộ đồ của chị Tham Hết Lê Phúc trong mê đam mê áo dài, em thấy lượt like với lượt hỏi là nhiều nhất trong tất cả các người mặc luôn. Cứ hỏi màu này màu gì mà chị bảo màu trắng. Em chưa nhìn thấy màu này bao giờ. Khi em bán em có nói với các chị riêng vải đó khi các chị mặc ra ngoài nắng là nó sẽ chuyển sắc. Và màu trắng tinh này á là riêng dòng hàng này nó có một cái lạ là khi các chị ra ngoài nắng các chị chụp hình á là các chị sẽ ra được màu. Nói chung là cái màu rất là lạ luôn, đẹp. Màu này màu 78 đúng không? Chị nào lấy thì các chị chốt 78 cho em nha. Giá cho em là 200 ngàn. Rồi bây giờ còn màu này nữa. Màu này gọi là màu bao má đi. Đừng có gì olive thì cho nó mẩy thôi, nó đi mẩy quá đi. Cho em là màu bao má. Chị nào lấy thì các chị chốt bao má cho em. Người Việt Nam mình chỉ xài bao má thôi chứ mình Phương không xài olive. 78, Phạm Thị Ngọc Bích 78. Cho em là màu rau má nha. Chị nào lấy thì các chị chốt rau má cho em. Màu da đó. Hay áo. Dung Thanh rau má. Jenny Nguyễn rau má. Phạm Thị Ngọc Bích rau má.
cho em giá 200.000 một áo rau má và qua với đậu xanh thay lên là uống là nghiền luôn. Phan Thị Ngọc biết thêm rau má. Tao phấn đấu tao được gặp thực ký để tao mặc cái đồng trắng mà cứ cười hoài mà. Thì nào lấy thì cái gì chứ 78. Đâu mà em còn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho má cho em. Trắng em còn trắng tinh và trắng kem thôi nha chị. Đây, màu này thì nhiều chị gọi là màu sau khô, nhà em thì gọi là màu rượu chát. Đấy, mỗi người mỗi kiểu. Thu Hà rau má. Màu này các chị cho em là màu rượu chát thì các chị ơi. Giá cho em là 200.000 một tấm. Trung Thanh rượu chát, Jenny Nguyễn rượu chát. Giá cho em là 200 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt rượu chép cho em. Hôm qua em đi lễ nhà thờ Cung Lâm em có các gì mà đến để xin quyên góp để lo, tại vì năm nay kinh tế khó khăn quá, để lo cho các em chiếm thị á các chị. Trời ơi, công nhận đúng là như cha nói luôn. Các em thiếu thốn để tất cả mọi thứ, nhưng mà Chúa lại ban cho em các em một cái cách rất là riêng luôn các chị. Đọc phúc âm là dạng như là gì dạy sao mà chỉ có đọc thôi, nhưng mà phải công nhận là bạn có một cái giọng nói phải nói là siêu bắt micro luôn. Đọc phúc âm một cái là cả một cái nhà thờ, đặc biệt cái lễ 5 giờ chiều ấy các chị, là hoàn toàn là của mấy đứa đi lễ, giống như là vào đời của con em nó học ấy, là mấy thanh niên đấy là cũng hơi bị vào tuổi mới lớn mà ngổ ngáo lắm luôn ấy. Vậy mà bạn cất tiếng bạn đọc phúc âm một cái, một em nói cái chị nhà thờ nó im phăng phắc luôn. Xong rồi bắt đầu là đến lúc mà đọc cái đoàn hát bản solo, em nói cái chị nhà thờ mấy đứa thanh niên vậy, nó im phăng phắc luôn, nó không nhúc nhích nhục nhịch một tí nào luôn. Phải công nhận là cái giọng nói nghe, phải nói là nghe một cái mà chỉ muốn ngồi nghe bạn đọc phúc âm chắc mấy tiếng đồng hồ cũng được luôn đó. Xong rồi là hát một cái bài mà em nói các chị là coi như là ra có nhiều đồ đạc, coi như nhà thờ Cung Lâm ủng hộ hết luôn, không còn cái gì mang về luôn. Trời ơi, nó hát phải nó là cái giọng hát của nó, phải nó là từ đến cái giọng nói cho tới cái giọng hát luôn ấy. Nghe mà nó cứ ấn tượng, mà đến bây giờ em nghe em nói với các chị mà em vẫn còn đang nổi da gà luôn. Em bảo đấy, con mình sung sướng quá, con mình quá sung sướng. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em này. Hai áo đều chát. Con mình lại trên đều chát. Đằng sau không có phải xanh biển đâu chị em ơi, Huỳnh ơi. Xanh nước mẹ như nó chưa cắt đúng không? Được, chưa có xanh nước mẹ. Xanh ở đằng sau là xanh min. Xanh min nha chị nha, không phải xanh biển đâu. Đây, xanh này là xanh min. Xanh này là xanh min đó chị. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh min cho em. Giá em chốt đơn 200.000 một áo đó chị ơi. Lê Diễm Phan rượu chát, Jenny Nguyễn xanh min. Em ơi Huỳnh xanh min 4 áo. Nhưng mà để đi kiếm được một cái áo thì cực lắm. Cho nên nếu muốn bán cái này mà chuẩn mà chuẩn nhất thì em như chị cứ có bao nhiêu chuẩn bao nhiêu thì bán thôi. Dung thay xay min. Chị nào lấy thì các chị chốt xăng min cho em nha, 200.000. Vậy là biển nó không cắt rồi, lần trước chỉ có bán một lần một biển. Một xăng hết hẹn rồi này. Vậy là nó không cắt thêm bổ sung đấy. Đừng có nói tí lù lù mà em xuống nha. Mày có like xin mong cho chủ nha. Cô chủ nha. Cứ nói tới 4D là nó mặt em sợ lắm chị ơi. Ủa con mày cầm tiền thế mày đâu có sợ đâu. Thế mày đâu có sợ đâu. Này chị, mẫu mới này chị ơi.
mẫu mới này chị, đẹp cực kỳ. Nếu mà theo như vậy thì em nghĩ là thôi cắt có 2-3 màu thôi, chứ em làm đến mười mấy màu lận trong một mẫu như vậy, em làm mười mấy màu lận đó chị ơi. Mà nó cắt có 2-3 màu. Mẫu này rất là đẹp luôn. Mã số nhiêu vậy? 89 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em. Ê xong rồi chiều ấy, chiều những cái hàng này này lại đang sale thêm lên mỗi màu phải 8 áo 10 áo nước xanh để bán thôi. Còn cái hàng này cái thằng mai kia ra cho hai đứa em nó có ấy, mai nó lên ấy, chia ra thực phẩm thực phẩm tốt lên cho nhiều khách đến mua chứ mấy cái này. Em bao hình 894 áo ấy lắm chị ơi, phải công nhận là đồng này mà nó là cực kỳ xuất sắc luôn. Vân Lê 89. Nguyễn Thị Điểm 89. Nguyễn Hàng 89. 89 cho em giá là 200 ngàn một tháng. Màu này cũng là màu mới. Mẫu mới. Mẫu mới. Ở ngoài nó là màu xanh vỏ đậu. Lan Huyền 89. Mã nhiêu vậy? Chưa lên hả? Mã này các chị chốt cho em là mã 75 nha. Mấy áo 89 nữa. Mẫu mã 89 này là có màu trắng kem đó, là mẫu y chang như vậy luôn này. Vải này dày nha chị Hiền Trần. Không có mỏng đó chị ơi. Vải này đâu có mỏng, đâu có dày đâu, nó chỉ có dày cho mà đổ đổ lửa thôi chứ còn nó không có mỏng. Nó đâu có dày đâu, 75 nhung ơi. Cái đấy là trắng tinh. TD sao hồi 89. Bảy mươi lăm cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì cho chị cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cô có bán phát 15 màu. Bán có 1-2 màu là muốn khùng điên luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 75 cho em. Lại gì nó mà cười về bà nội. Mỹ nó lại thôi xem con nào. Nhưng mà đúng mà em nói đúng mà chứ đâu nói sai đâu. 75 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 75 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo các chị ơi. Nói thật xin lỗi với các chị, cái máy lặn năm ngựa đang phải đúng trên đầu em đây mà em vẫn còn đang đổ mồ hôi thế này. Giá cho em 200 ngàn một áo các chị ơi. Mọi ngày em thấy mấy con này nó bịt đầu, bịt đuôi, bịt kép kiểu thế này em chẳng còn thấy nó bịt cái gì nữa hết. Còn đợt trước ấy, mỗi lần bán hàng ấy, chị biết không, nó lấy áo khoác, nó đi dớ, rồi nó lấy cái áo, nó lấy cái mền nó đắp vào trong người nó. Xong mấy đứa này ngồi bảo trời ơi cô ơi con lặn quá, tay chân con lặn, nó thấy trời toàn tà lọng chơi tới không à. Nó cũng kinh khủng luôn. Hết chùm nổi. Ủa không ai lấy nữa hả? Không ai lấy nữa em nghỉ nha, mấy giờ rồi? 3 giờ rồi các tình yêu ơi. Dạ chị Hiền Trần, nó có gì bên em sẽ chụp mẫu quay cho chị. Cái mẻ 75 á là nó là em nhà em có màu hồng trắng xem này. Tại vì các chị biết sao, cái hoa này em thấy nó trẻ cho nên em làm màu sáng sáng nổi nổi cho các chị, để khi mà các chị mặc á nó phù hợp, chứ không phải cái hoa nào làm lên cũng là lên cái màu đấy được đâu nha các chị nha. Rất là đẹp. Chụp hình lên á, hoa văn và màu sắc sẽ không đẹp đâu chị.
Tại vì các bạn sử dụng bằng hình đó là đa số là chỉ có chụp cho các chị là để cho các chị xác định rõ cái màu thôi. Còn toàn bằng điện thoại cùi bóc iPhone 4, 5, 6 không, còn không có cái iPhone nào mắc tiền đấy. Cho nên thường lên màu nó sẽ không có đẹp. Nhưng các chị nhận ở ngoài thì sẽ rất là đẹp nha. Đấy màu nào? Đó, rất là rõ rồi. Hẹn gặp lại các chị vào live stream tối nay nha các chị nha. Huyền Phạm Hồng cánh sen. Thank you.